Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2126, cưỡng từ đoạt lý. Ninh Nhụy Nhụy cũng nói, đúng là không thể thả hắn đi được, nếu không hắn chắc chắc sẽ lại đi làm hại người khác. Không biết có bao nhiêu người trong đám quỷ ảnh kia đã bị hắn giết chết. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ánh mắt Hạ Thiên giả thay đổi, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, ta đã định bỏ qua cho các ngươi rồi, đừng có tính chọc giận ta, chuyện này không tốt cho các ngươi đâu. Não người ấy có vấn đề rồi phải không? Ninh Nhụy Nhụy hỏi Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, sao cô lại hỏi câu ngu ngốc như vậy? Hạ Thiên thuận miệng giải thích, nếu là đồ ngốc, cái não kia chắn chắn có vấn đề rồi. Ta sẽ liều mạng cùng với các ngươi. Hạ Thiên giả nổi giận hét lên một tiếng, cả người hắn hóa thành sương mù dày đặc cuồn cuộn, làm ra tư thái muốn cùng đồng quy vu tận với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Thực ra bản thể của hắn một viên đan dược màu đen to bằng hạt gạo, hắn muốn mượn lớp sương mù dày đặc lặng lẽ thoát đi. Ngươi chạy à, thân hình Hạ Thiên lóe lên, hắn đến trước viên đan dược màu đen, vươn tay thản nhiên nắm lấy viên đan dược. Hai vị đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Viên đan dược màu đen kia lập tức lên tiếng cầu xin, ta đã khổ tu mấy trăm năm ở đây mới ngưng kết ra được một viên quỷ đan nhỏ nhỏ như này, chỉ cần có một nhục thân thích hợp là ta có thể sống lại. Hai vị niệm tình ta tu hành không dễ, tạm tha cho ta lần này đi mà. Ta nhìn không đúng sao, bên trong quỷ ảnh kia của ngươi ít nhất có mấy trăm người, nhục thân của những người đó đi đâu rồi? Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu tỏ vẻ không tin, đến bây giờ còn không có một câu nói thật, trực tiếp khiến cho hắn tan thành mây khói a, cũng coi như trả thù cho những quỷ ảnh kia. Đừng, tuyệt đối đừng. Viên đan dược màu đen khóc kể, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên trêu chọc hai vị. Nhưng nhục thân của những người đó thật sự không phải do ta hủy. Ra khỏi sơn cốc sẽ có một cây cầu, đầu cầu có một vị núi thịt đại ma đầu trông giữ, hắn thích nhất là thu thập xác người. Dưới cây cầu chính là một dòng sông ngầm dẫn đến ảnh trận. Ta chỉ thỉnh thoảng đi dưới cầu nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên ta mới có thể góp nhặt được nhiều quỷ ảnh như vậy. Núi thịt đại ma đầu, Ninh Nhụy Nhụy nghe thấy từ này có chút mới mẻ, đó là đồ chơi gì vậy? Để cứu mạng mình, viên đan dược màu đen đành phải giải thích, đó chính là một con quái vật có thể dung hợp cơ thể người khác vào cơ thể của chính mình, nó vô cùng đáng sợ. Cơ thể của ta cũng bị hắn nuốt chửng. Ngươi cũng tự nhận là khổ tu mấy trăm năm, vậy chẳng phải núi thịt đại ma đầu này đã sống rất lâu rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy cau mày. Nàng chợt nhớ tới một số tin tức đã từng nghe qua trước đây, lúc trước, ta nghe người ta nói ở đây tối đa chỉ có thể sống trên dưới 100 năm. Rốt cuộc là ai trong các ngươi nói dối? Tiểu muội chân dài, bọn hắn đều không nói dối. Hạ Thiên cười hì hì nói, người ở chỗ này chỉ có thể sống lâu hơn 100 năm, núi thịt heo kia chắc chắn không phải là người rồi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, xem ra trong động quy khư kia vẫn còn sống rất nhiều người không phải là nhân loại. Chỉ là không biết chúng tự nhiên sinh ra hay là do người khác cố gắng tạo ra. Hai vị, bây giờ ta chỉ là một viên đan dược, ta hoàn toàn không có uy hiếp gì đối với các vị. Viên đan dược màu đen vội vàng nói, thả ta ra cũng coi như là kết một thiện duyên. Nếu như sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi, báo đáp ơn không giết của các vị. Người báo đáp, chúng ta không có hứng thú. Hạ Thiên uể oải nói, tên ngốc ấy dám biến thành dáng vẻ của ta. Ta chính là soái ca đệ nhất thiên hạ, ngươi mà xứng giả mạo ta sao? Viên đan dược màu đen gào lên, vậy cuối cùng các ngươi muốn thế nào? Tiêu diệt ta, rốt cuộc có ích lợi gì với các ngươi? Bệnh hay quên của ngươi thật nặng nha. Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được nhắc nhở, nhanh như thế ngươi đã quên rồi sao? Vừa rồi ngươi còn muốn giết chết chúng ta, bây giờ tình thế đảo ngược. Ngươi lập tức quên sạch toàn bộ. Chuyện đó không thể trách ta. Viên đan dược màu đen giải thích, là chính các ngươi không cẩn thận, nếu không phải vì các ngươi dẫn dụ ta trên bậc thang bạch ngọc, sao ta có thể nổi lòng xấu xa chứ? Thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu không nói nên lời, nhìn Hạ Thiên nói, ta giao hắn cho ngươi xử lý. Ai, ta thật sự vẫn có giá trị lợi dụng với các ngươi mà. Viên đan dược màu đen cảm thấy không ổn. Lập tức nảy ra một câu nói mới, các ngươi muốn đến tầng thấp nhất kia, đúng không? Chỉ cần giữ lại mạng cho ta có thể dẫn đường cho các ngươi, thực ra ta đã từng đến đó một lần.
Ninh Nhụy Nhụy không tin, đừng chém gió nữa. Nếu ngươi từng qua đó, vậy sao ngươi lại ở trên tầng này? Đây là sự thật, nếu ta nói dối, thì đan hồn sẽ bị tiêu tán. Viên đan dược màu đen vội vàng thề thốt. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngươi nói dối, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, hai ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng sức. Đừng, đừng như vậy, ta sai rồi, vừa rồi ta đã nói dối. Nhưng ta thực sự có thông tin có thể giúp được các ngươi. À, viên đan dược màu đen còn chưa cầu xin xong đã hét thảm. Bang! Một tiếng giòn giã vang lên, trong nháy mắt viên đan dược màu đen vỡ ra thành từng mảnh, sau đó hóa thành một làn khói đen, chưa đến vài giây đồng hồ đã tan thành mây khói. Chương 2127. Lão bào áo đen. Bí cảnh quy khư, tầng thấp nhất. Trời đất cũng là một khoảng ánh sáng dịu dịu, chính giữa có một bức tường cao khoảng 9 thước, bề rộng khoảng 5 thước, dày khoảng 1 thước. Bức tường này đơn độc đứng giữa trời đất, được bao phủ bởi một tầng kim quang mỏng. Dưới bức tường, có một nam nhân mặc áo bào đen ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hô hấp kéo dài, đỉnh đầu bốc lên từng sợi khí tức. Không lâu sau, giữa không trung xuất hiện một cái lỗ tròn, có mấy bóng người từ trong động bay ra ngoài rơi xuống sau lưng nam nhân hắc bào, bọn hắn lập tức quỳ xuống. Tổ tôn, chúng ta tới rồi. Một nam nhân trẻ tuổi mặc Âu phục trắng quỳ hai bước nói với nam tử mặc hắc bào, không biết ông có phân phó gì không? Nam nhân mặc áo bào đen hơi nhướng mí mắt nhưng không có mở ra, nhẹ giọng hỏi còn lại bao nhiêu người? Trong bí cảnh, lúc đầu có 543 người sống sót. Nam nhân trẻ tuổi mặc vest trắng cung kính trả lời, qua mấy cuộc xung đột vừa rồi chỉ còn lại 320 người. Không đủ, bổ sung thêm đi. Nam nhân mặc áo bào đen thản nhiên nói một câu. Sắc mặt nam nhân mặc Âu phục trắng có vẻ khổ sở nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ta lập tức an bài, chỉ là bên trong truyền tống trận hải nhãn có chút cổ quái, tỷ lệ sống sót của những người đưa vào chỉ có 1%. Lần trước ta đã bố trí 2 chiếc du thuyền và thêm 5 chiếc máy bay, tất cả đều lấy tai nạn để che giấu, nếu bây giờ vẫn lấy danh nghĩa này làm thế, chỉ sợ sẽ gây nên nghi ngờ. Nam nhân mặc áo bào đen hừ nhẹ một tiếng, người đang chỉ trích ta à? À, ta không dám. Nam nhân mặc Âu phục trắng vội vàng dập đầu, thế sán có thể trở thành gia chủ nhà họ Viên ở thành phố Quế, toàn bộ đều nhờ tổ tôn dìu dắt. Ta nhất định cố gắng hết sức làm thỏa mãn yêu cầu của ngài. Viên Thế Sán, ngươi phải nhớ kỹ. Giọng của nam nhân mặc áo bào đen lạnh lùng khác thường, tất cả thành tựu của nhà họ Viên các ngươi hôm nay đều nhờ vào bản tọa. Bản tọa có thể giúp cho các ngươi hưng thịnh thì cũng có thể làm cho các ngươi tiêu vong trong nháy mắt. Các ngươi không xứng so kè mặc cả với ta bảo các ngươi làm gì thì làm đi, nếu không bản tọa muốn loại phế vật như ngươi làm gì. Vâng vâng vâng. Nam nhân mặc Âu phục trắng sợ tới mức cả người run rẩy, trên quần lờ mờ có chút ướt, ta sẽ đi làm ngay, tổ tôn bớt giận. Nam nhân mặc áo bào đen hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, phía sau bức tường này có thiên địa tạo hóa. Nếu như có thể mở ra, bản tọa nhất định có thể phi thăng, trở lại thượng giới. Mà các ngươi tự nhiên có thể được hưởng ít lợi ích, từ đây trường sinh bất tử. Cho nên hy sinh một vài con kiến có tính là gì? Vâng. Nam nhân mặc Âu phục trắng nghĩ đến trường sinh bất tử, trên mặt lộ ra bệnh trạng ửng đỏ, để báo đáp ân tình lớn như vậy, Thế Sán nhất định máu chảy đầu rơi vì tổ tôn. Chỉ là nhà họ Viên ta làm việc trong bóng tối, căn cơ lại bất ổn định. Hơn nữa nhà họ Viên ở thủ đô quá to lớn, hoàn toàn không nghe theo lệnh của ta. Nam nhân mặc áo bào màu đen thản nhiên nói, không nghe lời thì loại bỏ, đừng lãng phí thời gian của ta. Tuân mệnh. Nam nhân mặc Âu phục màu trắng nhếch miệng, nở một nụ cười như ý, Thế Sán này sẽ vì tổ tôn chuẩn bị một nhóm vật hy sinh, ta sẽ không để ngài thất vọng. Nam nhân mặc áo bào đen không nói gì nữa, hắn lại tiếp tục hô hấp theo nhịp. Nam nhân mặc vest trắng quỳ lui mấy bước, sau đó đứng dậy nói với những người đi theo hắn tới, các ngươi ở đây hầu hạ tổ tôn, ngài bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó, không được chần chờ chút nào, dù là tính mạng của các ngươi cũng giao ra không chút do dự. Biết chưa? Tuổi của mấy người đó cũng không lớn lắm, nhưng sắc mặt bọn hắn đều không cảm xúc, chăm miệng một lời, biết rồi. Trong đáy mắt nam nhân mặc vest trắng hiện lên một chút thương hại. Những người này đều là tinh anh được nhà họ Viên bọn hắn bồi dưỡng mấy đời, nhưng bây giờ lại bị đưa tới đây để làm chất dinh dưỡng cho người khác.
thật sự đáng tiếc. Tuy nhiên, suy nghĩ này của hắn cũng chỉ là thoáng qua. Chỉ cần có thể trường sinh bất tử, hy sinh nhiều người hơn nữa thì có làm sao? Nam nhân mặc Âu phục trắng thầm nhủ với chính mình, cho dù người của toàn bộ nhà họ Viên, toàn bộ địa cầu đều chết hết thì liên quan gì đến Viên Thế Sán ta chứ? Nam nhân mặc Âu phục trắng bay lên rồi lại đi vào trong cái lỗ tròn kia. Chỉ vài giây sau khi hắn rời đi, đôi môi của nam nhân mặc áo bào đen kia đột nhiên hơi mở ra. Sau đó, mấy người trẻ tuổi kia còn không có thời gian để kêu thảm đã hóa thành mấy sợi khói xanh, bọn hắn đã bị nam nhân mặc áo bào đen hút vào trong miệng. Tư chất quá kém, đúng là phế vật. Từ trong lỗ mũi của nam nhân mặc áo bào đen tràn ra một chút khói đen, chỉ lát sau cũng bay ra khỏi lỗ tròn. Đã bao nhiêu lần rồi, tại sao ta vẫn không thể mở bức tường ấy ra được? Trận pháp trên tường đã sớm bị bản tọa phá hủy, theo lý thuyết, làm cho tường đổ là việc nằm trong tầm tay, nhưng mấy trăm năm rồi ta vẫn thất bại. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ phương pháp của bản tọa đã sai rồi? Nam nhân mặc áo bào đen đang tự lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm thấy, hay là nói, sức mạnh của bản tọa không đủ. Không đúng, bản tọa đã chạm tới biên giới của độ kiếp kỳ rồi. Chỉ cần có nhiều chân nguyên tinh khiết hơn nữa là có thể đột phá. Đáng tiếc nơi này là giới vực, linh khí là quá mỏng manh. Nếu như cưỡng ép rút ra chân nguyên, chỉ sợ toàn bộ hành tinh sẽ nổ tung. Đám lão thất phu ở thượng giới kia đã phái ta tới nơi đến cứt chim cũng không có. Rõ ràng là đang để bản tọa sống lưu vong, muốn cho bản tọa tự sinh tự diệt ở thế giới này. Hàng ngày bản tọa không tốt như đám người kia mong muốn. Ông trời cũng không coi là đối xử bạc bẽo với bản tọa, đã để ta phát hiện ra bí cảnh này. Sự thật đằng sau bức tường chắc chắn có thể làm cho ta vượt qua độ kiếp, trực tiếp phi thăng. Đến lúc đó ta sẽ lại đi tìm đám lão thất phu kia báo thù. Nhưng phải làm thế nào mới phá được bức tường này đây? Tinh khí của phàm phu tục tử vốn đã tinh luyện không được nhiều chân nguyên, mà người tu tiên nơi này vẫn phải canh giữ tất cả các tầng không gian nữa. Nam nhân mặc áo bào đen chậm rãi đứng dậy, nghi ngờ nói a, người tu tiên tên là Hạ Thiên kia, không biết hắn đã tới tầng thứ mấy rồi. Sao tên nhóc Tô Diệp kia còn chưa tới? Chương 2128, cầu núi lên tiên giới. Hạ Thiên không biết rằng ở tầng thấp nhất đang có người nhớ thương mình, nhưng với tính cách của hắn, cho dù biết cũng không quan tâm, dù sao đối phương cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ. Hiện tại, hắn vừa mới giải quyết một chuyện nhỏ không tính là phiền phức, hắn đưa Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục đi về phía trước. Khói đen trong sơn cốc đã tan biến hết, tầm nhìn được mở rộng rất nhiều. Cách không xa phía trước chính là cuối thung lũng, ngước mắt lên có thể nhìn thấy một cây cầu dài, nó là kiểu cầu đá hình vòm tương đối lâu đời, cũng may nó khá rộng, tương đương với 6 ô tô cùng đi đường. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được cảm thấy có chút kỳ lạ, không gian dưới đáy biển ít người như vậy. Ai lại rảnh rỗi đi xây một cây cầu vòm đá rộng như vậy? May mà vấn đề ấy chỉ thoáng qua trong đầu nàng, nên nàng mới không vướng vào nó. Nhưng khi nàng nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng lại nổi lên một câu hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta nhìn thấy hàng giả đó hình như đã rót thứ gì vào cơ thể ngươi, sẽ không có chuyện gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy cũng không biết là mình đang lo lắng hay tò mò, cho dù thấy Hạ Thiên có vẻ như rất ổn nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chỉ là một chút quỷ ảnh mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, ta chính là băng hỏa linh thể. Loại đồ vật này không thể thương tổn được ta đâu, chúng sớm đã bị hỏa linh khí thiêu đốt trong cơ thể ta rồi. Vậy băng hỏa linh thể của ngươi rất mạnh à? Ninh Nhụy Nhụy gật gật đầu, nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Tất nhiên là lợi hại rồi, thần tiên tỷ tỷ đã từng nói đây là thể chất đặc biệt ngàn năm hiếm thấy. Hạ Thiên nở nụ cười, có chút kiêu ngạo nói, hơn nữa nghịch thiên bát châm bắt buộc phải phối hợp với băng hỏa linh thể của ta mới có hiệu quả, cho nên trên đời này chỉ có ta mới có thể tu luyện được. Lúc đầu còn có một vài tên ngốc hoàn toàn không hiểu, luôn muốn dựa vào ta để cướp nghịch thiên bát châm. Ninh Nhụy Nhụy kỳ quái hỏi, có rất nhiều người biết ngươi luyện nghịch thiên bát châm sao? Cũng không nhiều, ta chỉ gặp qua vài người thôi. Hạ Thiên cẩn thận suy nghĩ. Ngoài các cô vợ của hắn ra thì chính là mấy người tu tiên từng bị hắn tiêu diệt, sau đó có cá nhân được chứng kiến nghịch thiên bát châm mà người bình thường hoàn toàn chưa từng nghe đến.
Ngươi nói xem liệu vị gọi là Tu Tiên tiền bối đưa chúng ta tới đây có biết không? Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, thực ra hắn có thể chính là người nhắm đến nghịch thiên bát châm của ngươi, đúng không? Ta không biết, cũng có khả năng ấy. Người cứu Tô Diệp ngày hôm đó chắc chắn là hắn. Hạ Thiên không quan tâm lắm, thuận miệng nói, điều đó nói rõ chắc chắn tên ngốc kia đã sớm ngó chừng ta rồi. Chỉ có điều tên ngốc kia lén lén lút lút không dám lộ diện nên không việc gì phải lo lắng, hắn cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với ta. Chuyện kia đã đủ phiền rồi, sớm biết đã không tới. Ninh Nhụy Nhụy hiểu tính cách của Hạ Thiên, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới âm mưu quỷ kế của người khác. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn luôn cho rằng người khác không có khả năng làm tổn thương mình, cho nên tự nhiên là hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng nàng có thể không thèm để ý sao, nói thế nào thì lần này là bởi vì nàng nên Hạ Thiên mới bị cuốn vào. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, vậy trong lòng nàng nhất định sẽ có chút khúc mắc. Tiểu muội chân dài, cô không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy với vẻ mặt lãnh đạm, nếu không có lần mạo hiểm này, những tên ngốc kia có thể sẽ nghĩ ra cách khác để đối phó với ta. Cho nên cô muốn làm gì thì cứ làm, không cần suy nghĩ về mấy thứ loạn thất bát tao, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ta biết rồi, đôi khi ta cảm thấy ngươi thực sự rất đáng tin cậy. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười. Mặc dù lời này nghe có chút cảm giác tâm tình nhưng nàng thực sự cảm nhận được Hạ Thiên thật lòng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn có thể hạ gục được nhiều mỹ nữ trẻ đẹp như vậy. Ở bên hắn, nàng thực sự có thể thoải mái làm chuyện mình muốn, mà điểm đấy thật quá mê người, có thể nói không có bao nhiêu nữ nhân có thể cưỡng lại được. Bang! Vừa dứt lời, Ninh Nhụy Nhụy chợt cảm thấy cái mông xinh xắn của mình vừa chịu một cái đánh. Sự tán thưởng lập tức biến thành xấu hổ, lưu manh đáng chết, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu muội chân dài, cô nói sai nên tất nhiên phải bị đánh rồi. Hoàn toàn giống như trước đây, Hạ Thiên vẫn rất ưa thích xúc cảm tươi đẹp truyền đến từ bờ mông của Ninh Nhụy Nhụy, trên mặt giả vờ vẻ bất mãn, nói cái gì mà đôi khi ta cũng rất đáng tin. Ta là bạn trai của cô, bất cứ lúc nào cũng rất đáng tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép động chân động tay với ta, có nghe hay không? Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Hạ Thiên một cái. Cho dù nàng đã hiểu rõ, con hàng này cơ bản chưa từng được khen, cũng không thể khen hắn nữa. Tiểu muội chân dài, cô lại sai rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta không hề động chân, ta chỉ động tay mà thôi. Ninh Nhụy không biết nói gì, mặc kệ ngươi. Hai người thong thả đi về phía trước. Khoảng 10 phút sau bọn hắn đã đến bên cạnh cầu vòm đá kia. Hà Phi Độ, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy có một khối bia đứng bên trái cầu vòm đá, nàng không khỏi vừa cười vừa nói, cái tên ấy nghe rất giống như Hà Phi Lộ, chẳng lẽ là do người Thượng Hải xây dựng? Tất nhiên không phải rồi. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo, trong truyền thuyết, Hà Phi Độ là cầu nối với tiên giới, nghĩa là bến đỏ để phi thăng. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại. Giờ đây nàng mới phát hiện có ba thanh niên nam nữ với vẻ mặt khác nhau đang đứng ở một góc cách đó không xa. Người nói chuyện là người nhìn trẻ nhất trong ba người, thân thể như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ áo trắng rất có phong phạm của công tử thế giai ngày xưa. Chương 2129. Thánh Thủ Môn. Các ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi. Nam nhân áo trắng cười ha hả, hắn hướng về phía Ninh Nhụy chắp tay nói, tại hạ là Ngưu Phi Dương. Là một người tu tiên. Hai vị này là bạn đồng hành của ta, một người tên là Mã Cử Tài, một người tên là Lộc Vân Khách. Ta tên là Ninh Nhụy Nhụy, còn hắn là Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy thấy đối phương nói lời khách sáo, thế là nàng cũng tự giới thiệu, nhưng chỉ nói ra tên của nàng và Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên bổ sung một câu, ta là bạn trai của cô ấy. Ta gặp hai vị ở chỗ này cũng coi như là duyên phận. Nam nhân mặc áo trắng càng cười nói, ta thấy quần áo của hai vị có chút mới lạ, chắc là vừa mới đến nơi này không lâu. Ta muốn nghe ngóng từ hai vị một chút tin tức, không biết có được không? Giọng điệu lấp lửng của người ấy nghe hơi không được tự nhiên. Ngươi hỏi đi, từ trước đến nay, Ninh Nhụy Nhụy luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, hơn nữa đối phương cũng không tỏ vẻ có ý thù địch, vì vậy trả lời một vài câu hỏi cũng coi như tiện tay mà thôi. Nam nhân mặc áo trắng trao đổi ánh mắt với hai vị tán tu khác, sau đó nhìn Ninh Nhụy Nhụy hỏi,
không biết Ninh tiểu thư có biết môn phái Toàn Chân ở núi Trung Nam không? Tất nhiên là ta biết rồi. Đây chính là một thắng cảnh du lịch. Ta nghe nói còn có rất nhiều cao nhân nhã sĩ ẩn cư ở đó. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói, hình như đạo đình của môn phái Toàn Chân cũng ở đó, nhưng bây giờ nó chỉ được dùng để thu hút khách du lịch. Thật tốt quá, nam nhân mặc áo bào xanh tên là Lộc Vân Khách nhìn không được vỗ tay, thắng cảnh Trung Nam, nó thực sự không bị phá hủy bởi chiến tranh. Môn phái Thanh Thành núi Thanh Thành thì thế nào? Mã Cử Tài cũng không nhịn được mở miệng hỏi, vẫn còn chứ? Hầu hết danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước Ninh Nhụy Nhụy đều đã đi qua. Đương nhiên là nàng biết một chút tình hình, thế là nàng nói, vẫn còn, bây giờ chỗ đó là danh lam thắng cảnh cấp 5A, còn nhiều hơn núi Trung Nam 1A nữa. Hai người này nghe không hiểu cấp 5A, cấp 4A là nói cái gì, bọn hắn chỉ nghe được sơn môn vẫn còn tồn tại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta thấy cô nương cũng là người trong tu đạo như chúng ta. Không biết ngươi đến từ môn phái nào? Nam nhân mặc áo trắng cười nói với vẻ tự tin, tại hạ xuất thân từ thánh thủ môn nổi tiếng, ta nghĩ chắc là hai vị đã từng nghe nói tới. Ta không có môn phái, cũng chưa từng nghe nói về thánh thủ môn gì đó. Vẻ mặt của Ninh Nhụy Nhụy lãnh đạm, ăn ngay nói thật. Sắc mặt của nam nhân áo trắng trở nên lạnh lẽo, hắn có chút khó chịu nói, thánh thủ môn ở núi Vũ Công chính là môn phái đệ nhất Hoa Hạ. Vậy mà ngươi lại chưa từng nghe nói qua, thật sự chê cười rồi. Ta biết núi Vũ Công nhưng thực sự chưa từng nghe nói tới thánh thủ môn. Ninh Nhụy Nhụy thay đổi sắc mặt khó hiểu khi nhìn người này, trong lòng cũng có chút không vui, còn chuyện môn phái tu chân đệ nhất Hoa Hạ ta càng chưa bao giờ nghe nói. Không thể nào, sắc mặt của nam nhân áo trắng đầy tức giận chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy nói, nữ tử này, ngươi là ngươi trong tu đạo, tại sao miệng lại đầy lời bịa đặt? Trăm năm trước, trong thánh thủ môn ta có một vị sư thúc chính là tu sĩ đệ nhất Hoa Hạ, cách kim đan kỳ chỉ một bước. Hiện tại 100 năm đã trôi qua, chắc thánh thủ môn ta đã sớm xưng bá tu giới rồi mới đúng, làm sao ngươi lại chưa nghe nói đến chứ? Nói như vậy, Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên hỏi, các ngươi đã bị vây khốn ở chỗ này hơn 100 năm rồi sao? Chưa tới 100 năm, nhưng cũng hơn 90 năm rồi. Nam nhân mặc áo trắng lộ ra vẻ xấu hổ. Ngượng ngùng nói, còn nữa, ngươi cũng phải chú ý lời nói của mình. Chúng ta không bị vây khốn ở nơi đây, mà là có kỳ ngộ mới đến đây. Sau khi đến đây chúng ta thấy linh khí rồi có ích cho việc tu hành, thế là đã ở lại. Nói xong, nam nhân mặc áo trắng cảm giác không đúng, như thế nào mà hắn lại chủ động nói chuyện với đối phương, vì vậy hắn hỏi ngược lại Ninh Nhụy Nhụy một câu, Ninh cô nương, trăm năm trước thánh thủ môn chính là môn phái tu tiên có thực lực hùng hậu. Tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ trước khi nói. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được à. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay rồi nói tiếp, nhưng điều ta muốn nói là, thời gian trăm năm thế sự xoay vần, ta thực sự chưa từng nghe nói tới thánh thủ môn gì đó của các ngươi có xưng bá tu tiên giới hay không. Tuy nhiên, ta cảm thấy cái gọi là tu tiên giới có thể không còn tồn tại nữa. Ngược lại Hạ Thiên biết một số chuyện, lúc trước hắn đã từng nghe nha hoàn xinh đẹp Cố Hàm Hương nói qua. Đúng là trăm năm trước ở trong nước còn có môi trường tu tiên, ít nhất cũng có rất nhiều môn phái tu tiên, số lượng tán tu cũng không phải ít. Chỉ tiếc, về sau do tiền bối ở núi Trung Nam gây chuyện nên phần lớn người tu tiên đều chết ở đó. Những người còn lại cũng chỉ là kéo hơi tàn, sau này còn bị Hạ Thiên giải quyết. Nói như vậy, cái gọi là tu tiên giới ở trong nước hình như đã bị diệt trong tay Hạ Thiên rồi. Nhưng Hạ Thiên cũng không coi như đây là chuyện đáng kể. Dù sao thì đó chính là một đám phế vật, tu luyện lâu như vậy mà một cái kim đan kỳ cũng không có. Không có lý nào, nam nhân áo trắng cau chặt mày, tự lẩm bẩm, chắc sư thúc đã từng nói hắn có cách để cho các tu sĩ trong thiên hạ nghe theo lệnh của mình. Khi đó chính trị trong nước rất loạn, thánh thủ môn ta có thể thừa cơ nổi dậy mới đúng. Tiểu muội chân dài, cô nói lý với tên ngốc này làm gì? Hạ Thiên uể oải nói, thánh thủ môn gì đó chỉ còn lại cái nịt thôi. Nghe giống như là một môn phái gà rừng, nói không chừng chỗ đó đã bị người ta tiêu diệt từ lâu rồi. Ngươi câm ngay, nam nhân mặc áo trắng lập tức nổi giận, hắn chỉ vào Hạ Thiên quát lớn, dám xúc phạm sư môn ta, Ngưu Phi Dương ta há có thể tha cho ngươi, ăn một kiếm của ta đi. Chữ kiếm vừa ra khỏi miệng, nam nhân mặc áo trắng đặt tay lên eo, chỉ sờ một cái, vừa kéo đã bắn ra một thanh nhuyễn kiếm dài 7 thước lao tới trước mặt Hạ Thiên,
đâm thẳng cổ họng yếu điểm của hắn. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, góc độ xảo trá, ra tay lại không có dấu hiệu nào. Chuyện ấy khiến cho Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc một chút. Cẩn thận, không sai, không ngoài ý muốn, mũi kiếm đã đâm vào trong cơ thể Hạ Thiên. Chương 2130, là tên ngu si này ra tay trước mà. A, à, cùng lúc đó, tiếng gào đau đớn vang lên. Đương nhiên người gào không phải là Hạ Thiên, mà là nam nhân áo trắng xuất kiếm. Kiếm vừa đâm tới trước Hạ Thiên trong chớp mắt thì bỗng nhiên quay ngược lại một cách kỳ dị, đâm vào ngực của chính hắn. Đây là tình huống gì? Mã Cử Tài trừng to mắt, không dám tin tưởng nhìn tình huống trước mắt, tại sao kiếm của Ngưu huynh lại tự đâm chính hắn? Lộc Vân Khách cũng kinh ngạc không thôi, kiếm pháp của Ngưu huynh đã sớm bước vào xuất trần chi cảnh, một kiếm ấy lại kinh tuyệt dị thường, tiểu tử kia tránh thoát như thế nào? Này cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Bản thân nam nhân áo trắng cũng kinh ngạc khó hiểu, hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, không đời nào có chuyện ngươi nhìn thấu được kiếm pháp của ta. Cái kiếm pháp vớ vẩn ấy của ngươi ai thích nhìn thấu thì cứ việc. Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn nói, ta không rảnh ở đây chơi đùa với tên kém thông minh nhà ngươi. Trò chơi, ngươi thế nhưng coi kiếm pháp của ta là trò chơi. Tức chết ta rồi, nam nhân áo trắng tức hổn hển, ngay cả cơn đau đớn từ miệng vết thương cũng quên sạch. Hắn rút kiếm ra đâm về phía Hạ Thiên lần nữa, đây chính là vân thủ kiếm pháp của thánh thủ kiếm ta, không cho phép ngươi vũ nhục nó. Quỳ xuống xin lỗi cho ta. Bành! Một nắm đấm nặng nề nện vào mặt nam nhân áo trắng, ngũ quan của hắn sắp bị đánh tan. Cả người chịu lực xung kích ấy lập tức bay ngược ra ngoài, ngã xuống trên cây cầu vòm bằng đá cách đó mười mấy mét, bất tỉnh nhân sự. Hai tên đồng bạn của nam nhân áo trắng lập tức chạy tới xem xét. Sợ người đó đã bị Hạ Thiên đánh chết. Một tên ngu ngốc, Hạ Thiên khinh thường thu hồi nắm đấm, thực sự là muốn ăn đòn. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy nam nhân mặc áo trắng này có chút khó hiểu, trước đó vẫn rất bình thường, vừa đề cập đến thánh thủ môn đã biến thành con khỉ nóng này, rút kiếm là đâm. Chẳng lẽ thánh thủ môn đấy thật sự rất lợi hại? Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia nàng là vận động viên. Đối với cái gọi là tu tiên xác thực hoàn toàn không biết gì cả, cũng cảm thấy đó là đồ vật gạt người. Sau khi trở thành người tu tiên, bởi vì Hạ Thiên nên nàng không có hứng thú đi tìm hiểu những thứ đấy, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tiểu muội chân dài, tại sao cô lúc thì thông minh lúc lại ngu ngốc vậy? Hạ Thiên lười biếng nói, một cái môn phái mà không có nổi một kim đan kỳ thì có gì lợi hại đâu. Một mình cô cũng có thể tiêu diệt cái môn phái vớ vẩn này nha. Ninh Nhụy Nhụy nghĩ thầm cũng đúng, lấy nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên, tiện tay là có thể tẩy tủy cho người ta, nếu như khôi phục tiêu chuẩn trước kia, trực tiếp làm một người tăng lên tới độ kiếp kỳ cũng không phải không có khả năng. Vừa so sánh như vậy, thứ gọi là môn phái tu tiên đúng là yếu vô cùng, xác thực không cần phải chú ý tới. Chắc chắn ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ, chốc lát sau nam nhân áo trắng đã được hai người đồng hành cứu tỉnh, chỉ là sự oán giận trong lòng thực sự khó nén. Có gan thì đường đường chính chính đánh với ta một hồi, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của vân thủ kiếm pháp. Quả nhiên mấy tên ngu ngốc đều có tư duy giống nhau. Hạ Thiên nghe được lời này, không khỏi nhớ tới Tô Diệp, lại đánh bao nhiêu lần thì kết quả vẫn giống nhau thôi, nếu như ngươi muốn bị đánh thì có thể thử lại bất cứ lúc nào. Không phải đang hỏi thăm sao, tại sao đột nhiên biến thành đánh nhau rồi. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm thán, mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần có hắn thì cuối cùng đều sẽ phát triển về một hướng, lưu manh đáng chết, loại năng lực này của ngươi thật sự rất thần kỳ. Điều đấy có liên quan gì tới ta đâu, là tên ngu si này ra tay trước mà. Hạ Thiên bĩu môi, chính hắn muốn ăn đòn, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn thôi. Nam nhân áo trắng nghe được lời này, càng tức giận khó thở, quả thật là ăn nói bậy bạ, nếu không phải ngươi vũ nhục sư môn ta thì làm sao ta lại động thủ với ngươi chứ? Ai vũ nhục sư môn nhà ngươi hả? Ngươi yếu như vậy, cái môn phái vớ vẩn kia bị diệt cũng không có gì kỳ quái. Hạ Thiên không thèm đếm xỉa nói một câu. Ngươi còn dám nói bậy. Nam nhân áo trắng lại rút kiếm muốn đâm Hạ Thiên, có điều bộ pháp còn chưa có khởi động thì người đã bị hai đồng bạn ôm lấy. Ninh Nhụy Nhụy đã sớm lĩnh giáo sự độc miệng của hắn, độc hơn là hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nói sai chuyện gì, bởi vì hắn chỉ cho rằng là mình đang nói sự thật mà thôi. Trên thế giới này,
nếu nói cái gì làm người ta đau nhất, thì đó chính là lời nói thật. Vị Ngưu tiên sinh này, chúng ta thật sự không có ác ý gì. Ninh Nhụy Nhụy cũng không sợ nam nhân áo trắng kia, chỉ là nàng không thích phiền phức, cho nên lên tiếng giải thích, cũng không có suy nghĩ vũ nhục sư môn của ngươi, chuẩn xác mà nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì về thánh thủ môn cả, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Nam nhân áo trắng bỗng nhiên cho kiếm vào vỏ, cả người khôi phục biểu tình lạnh nhạt, giống như người vừa mới tức giận thở hổn hển không phải là hắn, sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao, Ngưu Mỗ cũng không phải người không giảng đạo lý. Ách Ninh Nhụy Nhụy nhất thời cạn lời, hoàn toàn không biết nên nói gì, chỉ có thể nói thầm trong lòng, quả nhiên là người này có bệnh. Tiểu muội chân dài, cô đoán đúng rồi, đầu óc của hắn bị bệnh không nhẹ. Từ trước đến nay Hạ Thiên lười đi để ý loại ngu ngốc đầu óc có bệnh, chỉ là thấy nàng đứng ra giải hòa, hắn không thể không cho nàng ấy mặt mũi, cho nên đành buông tha tên có trí thông minh thấp này trước. Chương 2131, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi. Hai vị muốn qua cầu đúng không? Nam nhân áo trắng nhàn nhạt cười, nếu là chuyện ấy thì chúng ta hẳn là có thể giúp được một chút. Câu đấy có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy nhìn cây cầu vòm bằng đá trước mặt. Chẳng lẽ trên cầu có vật kỳ quái gì làm chúng ta không qua được? Vật kỳ quái thì không có, nhưng người kỳ quái thì có một tên. Vẻ mặt của nam nhân áo trắng trở nên ngưng trọng, đó là một quái vật cả người toàn là thịt, chẳng những hình thể to lớn, làn da cứng rắn, lực lớn vô cùng mà còn có chút ẩn thân pháp môn, có thể nói là không thể nào đề phòng được. Nếu các ngươi tùy tiện qua cầu, chỉ sợ sẽ trở thành cơm trong bụng của quái vật kia. Mặc kệ trên cầu có quái vật gì, một quyền của ta có thể giải quyết tất cả. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt coi thường, không cần ba tên ngốc các ngươi hỗ trợ. Ta thấy Hạ công tử hơi tự tin quá mức rồi. Lúc này, nam nhân áo trắng lại không có tức giận, chỉ là có chút không vui nói, ta thấy tu vi của ngươi cũng không cao, đừng nói một mình ngươi, cho dù có tới thêm 10 người nữa, muốn giải quyết quái vật kia, chỉ sợ ha ha. Ninh Nhụy Nhụy dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện, sau đó tiếp tục hỏi nam nhân áo trắng kia, nếu đã như thế, các ngươi dựa vào cái gì để đảm bảo có thể hộ tống chúng ta đi qua cầu? Chúng ta ở chỗ này cũng được một thời gian rồi. Mã Cử Tài ngắt lời nói, mặc dù cả ba không có qua cầu, nhưng cũng đã tìm tòi được một chút đặc điểm của quái vật kia, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, hộ tống người khác qua cầu cũng không phải việc khó gì. Nếu không phải việc khó, vì sao các ngươi không đích thân đi qua? Ninh Nhụy Nhụy cảm giác những người này nói chuyện có chút mập mờ, ít nhất thì mục đích của bọn hắn không có đơn thuần như vậy. Bởi vì nhất thiết phải có ba người chúng ta phối hợp với nhau mới có thể tạm thời vây khốn quái vật kia. Lộc Vân Khách giải thích, huống hồ, qua cầu đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, chỉ bằng lưu lại nơi này, giúp đỡ một ít đồng đạo, cũng tốt kết chút thiện duyên. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, thiện duyên mà các ngươi nói là gì? Ở tầng tiếp theo, linh khí càng thêm dồi dào, còn có vô số thiên tài địa bảo. Nam nhân áo trắng vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi có thể quay lại đây, vậy xin các ngươi hãy chia một nửa lợi tức cho chúng ta. Các ngươi không có qua cầu, làm sao biết tầng tiếp theo có thiên tài địa bảo? Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi một câu. Bởi vì trong những người mà chúng ta hộ tống qua cầu có mấy người đã an toàn trở về. Nam nhân áo trắng giải thích, chúng ta được phân một ít chỗ tốt từ trong tay bọn hắn, cho nên chúng ta mới quyết định lưu lại đầu cầu này, kết chút thiện duyên với các đồng đạo qua cầu. Không biết Ninh cô nương suy xét như thế nào? Thì ra kết thiện duyên là như thế, đơn giản là một hồi giao dịch. Ninh Nhụy Nhụy hiểu được, có Hạ Thiên ở đây thì sẽ không có vấn đề gì, chỉ là nàng không muốn việc gì cũng dựa vào đối phương, huống chi nàng cũng không muốn Hạ Thiên mệt mỏi như vậy. Thiên tài địa bảo ở tầng tiếp theo cũng không có ích gì với nàng, có thể dùng nó để chia sẻ một chút áp lực với Hạ Thiên, nàng cảm thấy vẫn là tương đối đáng giá. Không thành vấn đề, Ninh Nhụy Nhụy lập tức làm ra quyết định, ta không có hứng thú đối với những thiên tài địa bảo kia, đừng nói là phân nửa, đưa toàn bộ cho các ngươi cũng không thành vấn đề. Vậy quyết định xong, nam nhân áo trắng gật đầu, chỉ là nói mà không có chứng cứ, làm phiền Ninh cô nương lưu lại chút bằng chứng. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, nếu như ta thật sự muốn nuốt lời, người cảm thấy lưu bằng chứng sẽ hữu dụng sao? Chuyện này không cần Ninh cô nương nhọc lòng. Nam nhân áo trắng khẽ cười nói,
lưu vài thứ để làm thành ý là được rồi. Ninh Nhụy Nhụy kiểm tra ba lô của mình, phát hiện bên trong có mấy viên kiếm hoàn, đó là lúc nàng đánh nhau với nữ nhân đội mũ có rèm, nhất thời tò mò nhặt được mấy viên, bây giờ lại phát huy tác dụng. Kiếm hoàn, ở tầng này cũng coi như là thứ tốt. Nam nhân áo trắng hiển nhiên đã nhận ra mấy viên thuốc mà Ninh Nhụy Nhụy ném tới là gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, quay người ném cho hai đồng hành, các ngươi giữ lại đi. Bây giờ có thể qua cầu rồi chứ? Ninh Nhụy Nhụy nhàn nhạt hỏi. Nam nhân áo trắng gật đầu, đương nhiên là được, ta đi trước dẫn đường, đằng sau sẽ có hai vị đồng đạo của ta yểm trợ, hai vị có thể yên tâm. Vừa dứt lời, nam nhân áo trắng lập tức bước lên trên cầu, xông vào trong màn sương mỏng. Chúng ta đi thôi, Ninh Nhụy Nhụy cảm giác không có vấn đề gì, thế là ôm cánh tay của Hạ Thiên cất bước lên cầu. Hạ Thiên không có phản ứng đặc biệt gì, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền toái, còn không bằng để bọn hắn một quyền đấm chết cái thứ gọi là quái vật kia, sau đó thoải mái đi qua cầu. Không bao lâu, hai người đã đi tới chính giữa cầu, nam nhân áo trắng đi phía trước đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, hai người đi đằng sau cũng bước cực chậm, giống như trên chân bị trói tảng đá nặng ngàn cân. Ninh Nhụy Nhụy có chút dự cảm không tốt, tự lẩm bẩm, đừng nói là bọn hắn bày trò gì nha. Ngay từ đầu bọn hắn đã bày đủ trò nha, hơn nữa còn là mấy trò vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Hạ Thiên cười hì hì nói, cũng chỉ có người đần như tiểu muội chân dài mới bị mắc lừa mà thôi. Ta không có mắc lừa, chẳng qua là cảm thấy tính kế tới lui thực sự chẳng thú vị gì cả. Đúng là Ninh Nhụy Nhụy đã sớm có dự đoán, chẳng qua nàng cảm thấy ba người kia không thể gây thương tổn cho bọn họ, thứ gọi là quái vật trên cầu chắc chắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, như vậy nàng không ngại xem coi chuyện này sẽ có diễn biến như thế nào. Ba người kia coi như là để tăng thêm chút thú vị cho cuộc hành trình nhàm chán. Hạ Thiên, rốt cuộc thì ngươi cũng đến rồi. Trong làn sương mỏng manh, bỗng nhiên hiện ra một bóng người cao lớn vô cùng, còn có tiếng thở dốc trầm trọng, mang theo một cỗ sát khí nồng nặc. Chương 2132, Tiết Tiểu Đao. Người đi tới ít nhất cũng cao 4, 5 mét, bề ngang 2-3 mét, nhìn qua là một núi thịt cỡ nhỏ, còn da lại bóng loáng đến nổi phát sáng, chỉ là trên da hiện ra đầy đủ loại vết sẹo nhỏ hình tròn, núi thịt phía trên lại có một đầu người thường lớn nhỏ, dáng đi của người đó có chút hài hước. Tên ngu si này là ai vậy? Hạ Thiên thuận miệng nói, ta từng gặp qua sao? Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên, tên lưu manh chết bầm này lại giả ngu, ngay cả nàng cũng nhớ kỹ gương mặt này, chính là lúc trước ở trong kết giới biệt thự đó nhìn thấy hình ảnh Tiết Tiểu Đao. Tiết Tiểu Đao nặng nề mà hừ một tiếng, phun ra khí tức đều mang uy áp, bây giờ còn giả ngu, không thấy có chút buồn cười sao? Ta không rảnh giả ngu với đứa đần. Hạ Thiên vẫn có thần thái lười biếng, thật sự chưa từng gặp qua người xấu như ngươi, thực sự quá buồn nôn. Ha ha, quả nhiên ngươi còn rất kiêu căng, không ai bì nổi như vậy. Tiết Tiểu Đao oang oang nói, bỗng nhiên hai tay rủ xuống, cũng dẫn đến cầm trong tay dài 7-8 mét đao cũng rơi xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trường đao đập vào trên cầu, làm cho cả cây cầu run lên 3 lần. Mặc dù cây đao này không có dài như Lưu Vân Thiết Nhận, nhưng nhìn xem càng có lực trùng kích. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chuôi trường đao kia, không khỏi hít sâu một hơi dưới đáy lòng, nếu bị chém trúng một đao, đoán chừng xe tăng cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Tiểu muội chân dài, thanh đao ấy không có gì để khen cả. Hạ Thiên bĩu môi, người lợi hại chân chính là không cần bất kỳ vũ khí nào cũng đã vô địch. Mà vũ khí càng nhìn lợi hại, thật ra chứng minh người càng vô dụng. Hạ Thiên, chờ ta chặt ngươi thành thịt nát vụn, coi thử ngươi còn có thể nói ra câu khoác lác này hay không. Khóe miệng của Tiết Tiểu Đao khẽ nhếch, cười to làm cho thịt ở khắp cơ thể run lên, ha ha ha, 12 năm, cuối cùng đã chờ được cơ hội này, Hạ Thiên, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho việc nhận lấy cái chết chưa? Phế vật chính là phế vật, cho ngươi nhiều cơ hội hơn nữa cũng như vậy. Hạ Thiên cười hì hì, bởi vì căn bản ngươi rất vô dụng. Tiết Tiểu Đao không có tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, chỉ vào Hạ Thiên nói, ta thích bộ dạng tự cao tự đại này của ngươi, bây giờ ngươi càng tự tin, thì sau đó, ta hành hạ ngươi đến chết, ta lại càng vui vẻ. Được, muốn đánh nhau thì nhanh chút. Hạ Thiên khinh thường khoát tay áo, tốt nhất ngươi có thể chịu được thêm mấy quyền của ta, không đến mức làm cho ta quá nhàm chán. Thoải mái,
Tiết Tiểu Đao vung trường đao có độ cong như một cánh cổng, cười tủm tỉm nhìn Hạ Thiên, vì thể hiện ta không uổng phí 12 năm qua, ta quyết định dùng 13 thức đao pháp ta học tập chăm chỉ, từng đao dùng trên người ngươi, ngươi đừng để bị giết chết quá sớm. Vẻ mặt của hắn rất tùy ý, ngươi chết ta cũng sẽ không có chuyện gì, nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Được, xem trước đao thứ nhất của ta. Tiết Tiểu Đao cười đắc ý, bỗng nhiên hắn vung mạnh đao lên nửa vòng từ sau lưng, tạo ra một đường cong rất đẹp, thân đao cực lớn như quét ngang tàn quân, chém về phía Hạ Thiên. Một đao này rất mạnh, mang theo gió mạnh tán ra bốn phía, Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được bị thổi lùi lại mấy bước. Hạ Thiên không có trốn, mười phần lười nhác tùy tiện duỗi duỗi tay, hướng về phía trường đao bổ ngang tới, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, thân đao trực tiếp bị Hạ Thiên phá giải, bổ tới trên mặt đất, chỉ là lực đạo mạnh mẽ còn chưa có tiêu tan, vẫn như cũ không ngừng phát tán trên thân đao, phát ra âm thanh run sợ chói tai, mặt đất xung quanh 3-4 mét đều bị đập bể, đáng tiếc không có nửa điểm ảnh hưởng tới Hạ Thiên. Hạ Thiên, quả nhiên thân thủ của ngươi không có lùi đi, vậy thì quá tốt rồi. Tiết Tiểu Đao không ngạc nhiên, cũng không thất vọng, ngược lại vừa cười vừa nói, nếu không có tàn bạo thì không có cảm giác sảng khoái. Ngươi đã suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên nhếch miệng, đoán chừng tên kém thông minh như ngươi ngay cả tiểu muội chân dài còn đánh không lại, ngược lại ta cũng không cần suy nghĩ. Này, đây là kẻ thù của ngươi, ngươi tự xử lý không được sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn người này cả người tản ra da thịt bóng loáng đã cảm thấy có chút buồn nôn, chừng Hạ Thiên, không có việc gì thì dắt ta theo làm gì. Tiểu muội chân dài, ta đây là đang rèn luyện cho cô. Vẻ mặt của hắn rất thành thật, năng lực thực chiến của cô thực sự quá kém, nếu như không đánh nhau với người khác nhiều thêm một chút thì sẽ không có tiến bộ. Đôi mắt đẹp Ninh Nhụy Nhụy đảo một cái, đối với loại lý do này của Hạ Thiên không biết nên nói gì, rõ ràng là hắn lười. Tiết Tiểu Đao liếc mắt lườm liếc nàng một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói với Hạ Thiên, ha ha, vậy đao đầu tiên của ta chém nữ nhân này thành hai nửa, lại ngàn đao bâm thây ngươi, trả lại mối thù bị ngàn đũa xuyên qua trước kia. Sau đó lại nói với Ninh Nhụy Nhụy, là do ngươi xui xẻo, dáng dấp rất xinh đẹp, đáng tiếc lại làm nữ nhân của Hạ Thiên thì không thể trách ta. Có phải ngươi có chút tự tin quá mức hay không, ngươi chết tuyệt đối không phải là ta. Đôi lông mi thanh tú của Ninh Nhụy Nhụy hơi nhíu lại, mặc kệ là ai bị người khác khinh đều sẽ không thích trong lòng, huống chi ham muốn thắng bại của nàng tương đối mạnh. Mặc dù hình thể của người này trước đó to đến mức hơi biến thái, nhưng nàng không có sợ hãi, huống chi bây giờ nàng không phải là người bình thường, đối diện với mấy quái vật này sớm đã học được vẻ rừng rưng. Ha ha, vậy thì bớt nói nhiều lời, có thể đón lấy một đao này của ta lại nói tiếp. Tiết Tiểu Đao vừa nói chuyện đồng thời vừa vung trường đao lên, bước về phía trước một bước, núi nhỏ bắp thịt trên hai cánh tay rung động. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong nháy mắt trong đầu nàng đã không còn suy nghĩ linh tinh, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay Tiết Tiểu Đao. Chương 2133, núi thịt. Hây. Theo một tiếng quát khẽ, lưỡi đao như điện, một giây trước gánh trên đầu vai của Tiết Tiểu Đao, một giây sau đã đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Nếu như trốn không thoát một đao này, e rằng mạng nhỏ của Ninh Nhụy Nhụy sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị chém thành hai nửa. Ngay khi chuôi trường đao đó chuyển động, nàng đã đưa ra một phán đoán vô cùng rõ ràng, một đao đấy nàng tránh không thoát, cũng tuyệt đối không thể trốn. Bởi vì biến số của một đao đó quá nhiều, hư hư thực thực, như thật như giả, tốc độ lại vô cùng nhanh, để cho người ta không có cách nào có cách dự trù. Hơn nữa có ý đồ cố ý gạt người né tránh. Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ rằng cho dù nàng may mắn né tránh một đao này thì rất có thể sẽ bị chiêu tiếp theo chém chết, bởi vì chiêu ấy không phải là đao chạm đơn giản nhất, mà là liên chiêu nối liền biến hóa 3-4 lần. Tất nhiên không thể trốn cũng không thể lùi bước, vậy thì chỉ còn lại một con đường. Tốc độ của Ninh Nhụy Nhụy không chậm, tay lấy ra Lưu Vân Thiết Nhận, thẳng thắn nghênh đón một đao bá đạo lại quỷ dị của Tiết Tiểu Đao. Keng, hai đao đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe, trong nháy mắt một luồng gió mạnh tản ra bốn phía. A, nữ nhân này của ngươi có hơi lợi hại. Tiết Tiểu Đao hơi bất ngờ nở nụ cười, nhưng mà không để tâm ở trong lòng, một đao vừa rồi kia vốn là chỉ dùng khoảng 1/3 sức mạnh của hắn, vậy thì thử xem ngươi có thể đón nhận được mấy đao của ta. Không đợi Ninh Nhụy Nhụy lấy lại sức,
đúng là lại là thêm một đao đánh xuống, như Thái Sơn đè đầu. Keng! Ninh Nhụy Nhụy đỡ được. Đao ý của một đao kia trước kia chưa hết, lại thêm một đao lại một đao bổ tới. Keng! Keng! Ninh Nhụy Nhụy phát hiện mình biến thành máy rèn sắt, khí lực của núi thì thật sự rất lớn, mấy đao liên tiếp này đã làm cho hai cánh tay của nàng có hơi tê dại. Tiểu muội chân dài, cô không cần phải hợp lực khí với tên ngu si này. Hạ Thiên tiện tay đâm cho nàng một châm, trong nháy mắt tiêu trừ hai cánh tay tê dại và còn có cảm giác đau của nàng. Ninh Nhụy Nhụy thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút khổ não nói, đao pháp của hắn quá nhanh, khí lực lại lớn, căn bản không cách nào né tránh, nếu như không chống đỡ đoán chừng ta sẽ chết thật. Một khi chống đỡ thì không liều mạng khí lực cũng không được. Tiểu muội chân dài, cho nên nói kinh nghiệm chiến đấu của cô quá ít. Hạ Thiên lười biếng nói, ai nói không thể né tránh và chỉ có thể chống đỡ. Có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy sững sờ, ta nghe không hiểu. Thật ra đao của hắn tuyệt đối không nhanh. Hạ Thiên thuận miệng nói, cô chủ động công kích, trực tiếp xử lý tên ngu si này không được sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi quay lại, nói với Hạ Thiên, ngay cả chiêu thức của hắn ta trốn thì trốn không thoát, làm sao chủ động công kích, làm sao giết chết hắn? Ha ha, Hạ Thiên, ngươi vẫn có tình thú. Thế mà Tiết Tiểu Đao không gấp tấn công, kéo cây trường đao về trên vai, cười ha hả nói, thế mà khi lâm trận mới dạy nữ nhân của mình phải chiến đấu như thế nào, đáng tiếc là nước tới chân mới nhảy, không hề có một chút tác dụng. Hạ Thiên bất mãn nói, đối phó tên ngu si ngươi là đủ. Ngươi lời nói mới rồi đến cùng có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy cũng biết chính mình thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên thật sự không thể nào hiểu được lời nói vừa rồi của Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, cô phải chú ý nhìn cánh tay hắn, đừng nhìn đao của hắn. Hạ Thiên không nói gì nhiều, chỉ nhắc một câu như vậy. Cánh tay, Ninh Nhụy Nhụy nhăn đôi lông mày thanh tú, nhìn về phía cánh tay mạnh giống như khối sắt của Tiết Tiểu Đao, cánh tay của hắn thì thế nào, ngươi có thể nói cho rõ ràng một lần được hay không? Hạ Thiên, nếu ngươi không nỡ để nữ nhân ngươi chết, hay tự mình chủ động đứng ra chịu một đao của ta? Ý cười lạnh trên mặt Tiết Tiểu Đao không giảm, giễu cợt nói, bây giờ, tính xem chuyện gì xảy ra, lại cho một nữ nhân ngăn ở phía trước, chậc chậc chậc, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Tiểu muội chân dài, mặc dù cô có chút đần, nhưng khẳng định thông minh hơn gấp trăm lần so với tên ngu si này. Hạ Thiên không có giải thích nhiều, cười hì hì nói, thực lực của ngươi cũng mạnh hơn hắn, chỉ là bây giờ ngươi chưa nhìn ra điểm mấu chốt mà thôi. Thật sự là khoe khoang khoác lác. Ý cười lạnh trên mặt Tiết Tiểu Đao không giảm, nói với Ninh Nhụy Nhụy, mỹ nữ, vừa rồi mấy đao kia ta chỉ dùng chưa tới 1/3 khí lực, ngươi đã không đỡ nổi. Tiếp theo, ngươi cũng sẽ không được thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ngươi nhất định muốn thay Hạ Thiên chặn ở phía trước sao? Nói xong, cách nói chuyện của hắn lại xoay chuyển, ta phải nói, không bằng ngươi đá nam nhân như cây gậy trúc này rồi suy nghĩ về ta xem sao. Không có nữ nhân nào sẽ cảm thấy hứng thú với loại núi thịt xấu muốn chết như ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được khinh bỉ nói, bớt nhiều lời, sợ chết thì nên sớm mở miệng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Không biết điều, vậy thì đi chết đi. Tiết Tiểu Đao giận tím mặt, vung lên trường đao rồi bổ tới về phía Ninh Nhụy Nhụy, quả nhiên tốc độ lần này không ngừng tăng nhanh. Ninh Nhụy Nhụy luôn nghiền ngẫm lời Hạ Thiên nói, đôi mắt luôn không có rời khỏi cánh tay của Tiết Tiểu Đao. Bỗng dưng, ánh mắt của nàng sáng lên, quả nhiên thấy được một điểm làm nàng vui mừng. Ngay tại lúc Tiết Tiểu Đao mở miệng nói chữ chết, rõ ràng nàng nhìn thấy cơ bắp nào đó trên cánh tay động đậy, đợi đến lúc nói chữ A thì trường đao đã động đậy theo. Chỉ là tốc độ truyền lực của Tiết Tiểu Đao vào đao nhanh hơn lần trước, căn bản không cho Ninh Nhụy Nhụy nhiều thời gian suy nghĩ. Một đao này không tránh được. Phốc, mũi đao lập tức chém rách ra, máu bắn tung tóe. Chương 2134. Suýt chết. Người bị thương tất nhiên không phải Ninh Nhụy Nhụy, mà là Tiết Tiểu Đao. Không thể không nói, một đao vừa rồi Tiết Tiểu Đao chém ra, thật sự rất kinh diễm. So với mấy đao trước đó thì hoàn toàn như trò đùa của trẻ con, không thể so sánh nổi. Ninh Nhụy Nhụy cũng biết một đao ấy trốn không thoát, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu không có ý định né tránh. Tất nhiên Hạ Thiên nói có thể chủ động phản công. Vậy đã nói rõ thân pháp của Tiết Tiểu Đao chắc chắn tồn tại sơ hở, chỉ là nàng chưa có tìm được mà thôi.
Thế là Ninh Nhụy Nhụy nghe theo đề nghị của hắn, nhìn chằm chằm vào bắp thịt trên cánh tay của Tiết Tiểu Đao, cuối cùng nhìn ra rất nhiều đầu mối. Hình thể Tiết Tiểu Đao to đến có chút biến thái, hơn nữa những thứ đó không phải thịt mỡ, mà là cơ bắp, có thể xuất ra khí lực nhất định rất kinh người, điều đấy cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tốc độ đao của hắn rất nhanh. Nhưng, cũng nhờ vào điều này đã tạo ra một sơ hở trong đao pháp của hắn. Đó chính là động tác cơ thể hắn không nhanh, mà đây chính là cơ hội để Ninh Nhụy Nhụy phản kích. May mắn chính là, nàng bắt được cơ hội này một cách chính xác, trước khi một đao đáng sợ của Tiết Tiểu Đao còn chưa hình thành, đã dùng Lưu Vân Thiết Nhận xuyên qua cơ thể của hắn. Chuyện đó không có khả năng, trong mắt của Tiết Tiểu Đao đều sắp lòi ra ngoài, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này, căng giọng giống giận, nhưng cơ thể của ta đã cải tạo vô số lần, độ cứng còn cứng hơn cả kim cương, cho dù là đại pháo cũng chưa chắc có thể oanh ra một cái lỗ to. Làm sao đao của ngươi có thể đâm xuyên qua? Không có gì là không thể. Hạ Thiên lười biếng nói, lại nói, loại cải tạo kia chả có tác dụng gì hết, ta tiện tay đâm một cái cũng có thể chọc thùng. Tiểu muội chân dài dùng 9 phần khí lực, miễn cưỡng có thể xem như một ngón tay của ta, đâm xuyên cơ thể của ngươi là bình thường. Ngươi tốt nhất khen ta một lần không được sao, nhất định phải thêm câu đằng sau làm gì. Ninh Nhụy Nhụy vốn đang thật cao hứng. Nghe được hắn nói lại lập tức bó tay rồi. Hạ Thiên nhún nhún vai, cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, lời ta nói chính là thật, nếu như cô muốn nghe câu khích lệ thì bây giờ ta cũng có thể khen cô. Thôi được rồi, Ninh Nhụy Nhụy khoát tay áo. Không, không đúng, thanh đao này của ngươi có gì đó quái lạ. Tiết Tiểu Đao bỗng dưng đưa tay nắm được Lưu Vân Thiết Nhận đâm xuyên cơ thể của hắn, đây là binh khí dùng vân xương thiết trùng chế tạo ra, sao ngươi lại có được? Vân xương thiết trùng, đó là thứ gì? Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, thuận miệng hỏi ngược lại một câu. Đó là một loại sinh vật dị giới, vừa là côn trùng vừa là kim loại, có thể dùng để chế tạo binh khí. Nghi ngờ trong mắt Tiết Tiểu Đao sâu hơn, tự lẩm bẩm một mình, tuy nhiên, đó là đồ vật ở tầng tiếp theo, căn bản các ngươi chưa từng đi tới, chắc chắn không thể biết được. Vậy cuối cùng cây đao ấy của ngươi tới từ chỗ nào? Cần phải nói cho ngươi biết sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy hắn đang chạm vào cây đao trong tay cô, cảm thấy hơi chán ghét, trực tiếp cắt gãy lưỡi đao của cây đao. Lưu Vân Thiết Nhận có tính chất đặc biệt, chính là có thể mềm có thể cứng, hơn nữa tùy lúc có thể cắt đứt. Vốn đang chỉ muốn chơi đùa với các ngươi, chơi xong là giết. Tiết Tiểu Đao sờ vết thương một cái, chỉ thấy nơi đó đã khép lại, hiện tại xem ra trên người các ngươi còn cất giấu không ít bí mật, phải giữ lại chậm rãi nghiên cứu mới được. Đao pháp của ngươi không có tác dụng với ta, tiếp theo là ta giết ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nghe được hắn nhấn mạnh hai chữ nghiên cứu thì biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tiết Tiểu Đao nghe nói như thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, thật sự rất nực cười, chỉ là làm thương da lông của ta đã cảm thấy có thể giết ta. Ta sẽ để cho các ngươi biết trời cao đất rộng là gì. Xem đao, á. Chữ đao vừa nói xong, lồng ngực của hắn đã trúng phải một đao. Tết đã nói, chiêu của ngươi đã bị ta nhìn ra sơ hở, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng thu lại Lưu Vân Thiết Nhận, lạnh nhạt nói, thử lại bao nhiêu lần đều như nhau, nếu không muốn chết vẫn nên tránh ra, ta không muốn giết người. Cuồng vọng giống tên hỗn đản Hạ Thiên kia, Tiết Tiểu Đao vô cùng giận dữ, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy, không tự lượng sức mình, đi chết đi cho ta. Chân trái của Tiết Tiểu Đao đạp về phía trước một bước. Tiếp theo hắn vạch ra một vòng cung bằng chân phải của mình, vung lên trường đao lại lần nữa bổ xuống, lần này không phải là gió mạnh mà là một luồng sấm sét ầm ầm vang dội bên tai người khác. Không tốt, Ninh Nhụy Nhụy bị tiếng sấm làm cho kinh ngạc, phản ứng chậm nửa nhịp, điểm này là sơ hở chí mạng khi đang quyết đấu với cao thủ. Ha ha, lần này ngươi còn không chết sao? Tất nhiên Tiết Tiểu Đao cũng phát hiện điểm đó, nụ cười bên khóe miệng càng đậm. Mất tiên cơ, Ninh Nhụy Nhụy chỉ có thể lựa chọn né tránh, mặc dù điểm này có chút mạo hiểm, nhưng thời cơ đã qua, tham công liều lĩnh chỉ sẽ tạo thành hậu quả thê thảm hơn. Muốn chạy trốn sao, chậm rồi. Cánh tay Tiết Tiểu Đao bỗng nhiên tăng vọt 3 mét, trường đao cũng đuổi kịp Ninh Nhụy Nhụy đang nhanh chóng lùi lại, trước mắt muốn chém nàng thành hai khúc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Thiên lách mình, dẫn Ninh Nhụy Nhụy tránh khỏi nguy hiểm, rơi xuống cách đó hơn mười mấy mét.
Trường đao mạnh mẽ chém vào trên cây cầu, trong nháy mắt đất đá văng tung tóe, đập ra một cái hố cực lớn. A, Tiết Tiểu Đao phát hiện đao của hắn không có chém trúng nàng, không khỏi nhíu mày, dương mắt xem xét, lập tức cười lạnh nói, ha ha, Hạ Thiên, cuối cùng ngươi không nhịn được muốn ra tay sao? Là ta khinh địch, Ninh Nhụy Nhụy chưa tỉnh hồn, vừa rồi đúng là có chút kinh hãi, trường đao gần như đã lướt qua gò má của nàng, lưỡi đao băng lãnh làm cho mặt của nàng hơi phát lạnh. Tiểu muội chân dài, cô không cần nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên cười hì hì, cô làm rất khá, vẫn nên giao tên ngu si này cho ta xử lý. Không được, ta cần phải thắng hắn, nếu không về sau làm sao đối mặt với kẻ thù mạnh hơn được. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy rất không cam tâm, khó lắm mới có chút tiến bộ, kết quả sơ sẩy một cái khiến nàng suýt chút nữa mất mạng, đối với sự kiêu ngạo từ trước đến nay của nàng mà nói thực sự khó mà tiếp nhận. Hạ Thiên nhìn nàng, phát hiện ánh mắt của nàng vô cùng kiên định nên không có thuyết phục. Gật đầu nói, vậy được thôi, cô đi đi. Chương 2135, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi không sợ ta thật sự bị hắn giết chết sao? Ninh Nhụy Nhụy thấy Hạ Thiên đồng ý thoải mái như vậy, có chút bất ngờ hỏi, bây giờ ta đang rơi vào thế hạ phong đó. Có ta ở nơi đây, không có người nào có thể làm cô bị thương. Hạ Thiên tuyệt đối không lo lắng, rất tự tin vào thực lực của mình, lại nói. Cô đã tìm được biện pháp giải quyết tên kém thông minh đó, đừng kéo dài nữa, nhanh chóng giải quyết đi. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng sấm vang dội, trường đao lại vung đến. Ninh Nhụy Nhụy không có tiếp tục bị hù ngã nữa, cơ thể lóe lên, trực tiếp đón trường đao, cũng may lưỡi đao bay qua sát người, không có làm cô bị thương dù chỉ là một sợi tóc. Vậy mà ngươi có thể tránh thoát, làm sao có thể? Á, ánh mắt Tiết Tiểu Đao ngừng lại. Hiện ra vẻ kinh hoàng, không đợi hắn phản ứng lại, đao của nàng đã đâm vào lồng ngực của hắn, trực tiếp xuyên qua cơ thể của hắn. Ân oán giữa ngươi và Hạ Thiên, ta không có hứng thú cũng không quan tâm. Ninh Nhụy Nhụy thu lại Lưu Vân Thiết Nhận, nhàn nhạt nhìn Tiết Tiểu Đao ầm vang ngã xuống, nhưng ngươi đã biến thành loại quái vật như vậy, giữ ngươi lại trên thế gian này là gây tai họa cho người khác, vẫn nên loại trừ mới thích hợp. Nói xong, Ninh Nhụy Nhụy quay người đi ra. Nói với Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên không hề động đậy. Thế nào, Ninh Nhụy Nhụy vừa hỏi xong câu ấy, bỗng dưng cảm thấy có chút không thích hợp, không nhịn được quay người, sau đó lại mở mang kiến thức. Ta cũng chơi chán rồi, hai người các ngươi chết chung thì tốt hơn. Vết thương của Tiết Tiểu Đao khép lại lần nữa, oán giận đã tích tụ đến đỉnh điểm, lập tức toàn bộ cơ thể của hắn bành trướng gấp đôi, càng giống như một ngọn núi thịt. Chỉ là làn da hiện ra áng sáng màu đen bóng, lộ ra dáng vẻ rất rắn chắc. Lúc nâng trường đao lên, một luồng khí màu đen nồng nặc dưới cầu xông lên, thế là thân đao càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, càng ngày càng đen. Cuối cùng ngưng kết thành một thanh đại đao đầu quỷ tản ra quỷ khí nồng đậm, nhất là hai con mắt bên trên đầu con quỷ, vậy mà giống như vật sống, phát ra ánh sáng âm u chấn động tâm hồn. Một đao vung lên, vạn quỷ tề khí, cùng với tiếng sấm. Không đến nửa giây, khói đen nồng nặc bao vây cả chiếc cầu lớn vào trong đó, triệt để chặn lại đường trốn của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Đương nhiên, hai người bọn hắn không có nghĩ tới việc chạy trốn. Nhất là Hạ Thiên, đối với loại chiêu thức giả thần giả quỷ này, từ trước đến nay hắn đều không ưa, thậm chí vô cùng khinh bỉ, chỉ có người không có thực lực, mới có thể lúc đang đánh nhau bày vẻ nhiều như vậy. Tu vi của Ninh Nhụy Nhụy còn thấp, thật sự chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thực sự là rất nhàm chán. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy tùy tiện tiện mà đánh ra một quyền. Ầm! Đại đao và nắm đấm tấn công, phát ra một tiếng vang thật lớn, đầu quỷ trên đao vỡ nát trong nháy mắt, quỷ khí cũng lập tức tán loạn. Không có khả năng, mắt Tiết Tiểu Đao trợn tròn, quát ầm lên, cho dù ngươi là tu tiên giả, cũng không khả năng mạnh tới mức này. Ta không tin. Ngươi có tin hay không, không có liên quan tới ta. Hạ Thiên nhếch miệng, lại một quyền đánh vào ngực Tiết Tiểu Đao, loại đần như ngươi vừa xấu vừa ngu xuẩn còn trở nên rất chán ghét, hay là trực tiếp đi chết đi. Bên trong ánh mắt Tiết Tiểu Đao tràn đầy vẻ hoảng sợ, cùng với cực độ không cam tâm. Đừng nghĩ nữa, lần này không ai có thể cứu ngươi, cũng không thể nào cứu ngươi được. Hạ Thiên thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cơ thể của Tiết Tiểu Đao nhanh chóng khô héo. Cuối cùng chỉ còn lại một thể xác gầy nhom, thi
thịt bên trong đều hóa thành khí đen nho nhỏ, tiêu tan không còn một mống. Tiểu muội chân dài, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên trở lại bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, cái tay khoác lên một vị trí thích hợp một cái. Ninh Nhụy Nhụy gật gật đầu, cất kỹ Lưu Vân Thiết Nhận, cùng Hạ Thiên chậm rãi đi qua cầu. Chờ sau khi hai người bọn hắn qua cầu, phía dưới gầm cầu bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là ba người trước kia nói muốn bảo vệ bọn hắn qua cầu. Vậy mà bọn hắn giết chết đại ma vương núi thịt rồi sao? Mã Cử Tài cả kinh líu lưỡi, quả nhiên thực lực sâu không lường được. Lộc Vân Khách không khỏi lo lắng nói, Ngưu huynh, chúng ta vốn là làm xương cho ma đầu kia, giúp hắn dụ người lên trên cầu, từ trong đó vớt chút chỗ tốt. Bây giờ ma đầu kia đã chết, chúng ta nên làm thế nào mới phải? Ha ha, quả nhiên trời cũng giúp ta. Ngưu Phi Dương mặc đồ trắng vỗ tay cười to, vốn là bị ma đầu kia quản chế, không biết lúc nào mới có ngày nổi danh. Bây giờ, Hạ Thiên thay chúng ta giải quyết phiền toái này, vậy ba người huynh đệ chúng ta không phải là rồng vào biển rộng, hổ vào núi sâu sao? Đuổi kịp Hạ Thiên kia, ta có dự cảm, đi theo đằng sau hắn tuyệt đối có thể kiếm được lợi ích. Thế nhưng thực lực của Hạ Thiên quá kinh khủng, ta sợ. Mã Cử Tài vừa nghĩ tới việc nam nhân kia có thể dùng một quyền oanh sát đại ma vương núi thịt, trong lòng liền không khỏi sợ hãi. Sợ cái dám, Ngưu Phi Dương có chút xem thường, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải bị chúng ta lừa gạt qua cầu. Gõ gõ vào đầu của mình, chúng ta dựa vào đầu óc, nhìn qua tiểu tử kia chính là một tên ngu xuẩn, lợi hại hơn nữa cũng chỉ vì chúng ta. Ánh mắt hai người các ngươi có ý gì? Ngưu huynh, đầu óc của ngươi giống như bị chảy ra. Lộc Vân Khách kinh hãi chỉ vào Ngưu Phi Dương. Ngươi nói hồ đồ mê sảng gì vậy? Ngưu Phi Dương cảm thấy có chút buồn cười, kết quả há miệng phát hiện mình nói chuyện có chút khó khăn, lấy tay sờ dưới mũi một cái, quả nhiên có chất lỏng vàng trắng không ngừng tràn ra, cái này, đây là a. Chỉ chốc lát sau, não của hai người Lộc Vân Khách và Mã Cử Tài cũng khó trốn khỏi kết quả tương tự, đã biến thành kẻ ngốc không có đầu óc. Chương 2136, 28 tuổi. Sau khi qua cầu, Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới một vấn đề, ba cái tên lừa đảo kia đâu? Hạ Thiên lắc đầu, không biết. Ngươi thật không biết, Ninh Nhụy Nhụy có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên, bọn hắn lên cầu trước, chẳng lẽ bị tòa núi thịt kia xử lý rồi? Không phải, Hạ Thiên lại lắc đầu, tiểu muội chân dài, cô quản ba cái tên ngớ ngẩn ấy làm gì, bọn hắn chết hay chưa không quan trọng một chút nào. Quan trọng, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với Hạ Thiên, ta rất khó chịu trong lòng. Tiểu muội chân dài, cô không cần phải khó chịu trong lòng. Hạ Thiên thuận miệng nói ra, cô càng không cần phải quan tâm sống chết của ba cái tên ngu ngốc kia. Trong lòng của Ninh Nhụy Nhụy chợt hiện lên một cái ý nghĩ, không nhịn được mở miệng hỏi, người có phải đã động tay chân gì đó đối với bọn hắn rồi hay không? Hạ Thiên hì hì cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Lần sau khi ra tay với mấy tên khốn kiếp ấy, lên tiếng sớm một chút, nếu không thì ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính rồi chứ. Ninh Nhụy Nhụy thấy phản ứng của hắn, lập tức càng thêm xác định. Tên lưu manh chết bầm này rõ ràng chính là một tên có thù tất báo, vô cùng ghi hận. Người đắc tội với hắn trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt đẹp, làm sao lại bỏ qua ba cái tên lừa đảo đáng chết kia. Tiểu muội chân dài, cô chớ nói lung tung. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt chứng chạc đàng hoàng, ta từ trước đến nay là lấy đức phục người, lấy lý phục người. Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, ta tin ngươi mới là quỷ. Ta không phải là quỷ. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy, nói nghiêm túc, tiểu muội chân dài, cô phải tin tưởng ta vô điều kiện, ta chính là bạn trai của cô. Ninh Nhụy Nhụy vẫn chưa trả lời, bên cạnh vang lên một âm thanh có chút già nua, ấy ấy, lời nói ấy rất thú vị. Ta cũng cảm thấy mỹ nữ ngươi phải tin tưởng vị huynh đệ này vô điều kiện. A, Ninh Nhụy Nhụy hoảng sợ a lên một tiếng, phát hiện phía trước cách đó không xa là một ông lão mặc quần áo lam lũ lôi thôi ngồi xổm trong góc tường. Ông lão kia nhìn qua chí ít phải 70 tuổi, tóc muối tiêu lộn xộn, thân thể khá gầy, chỉ là con mắt vẫn rất sáng, không giống như ánh mắt của một ông già. Hạ Thiên rất là khó chịu trừng mắt với lão già kia một chút, ngươi cái người ngớ ngẩn này muốn ăn đòn đúng không, thế mà nghe lén ta với bạn gái của ta nói chuyện. Ấy ấy, ta nhưng không có nghe lén, là âm thanh các ngươi nói quá lớn. Ông lão lôi thôi nhếch miệng nở nụ cười, có điều, dáng dấp của bạn gái ngươi rất xinh đẹp,
huynh đệ ngươi thực sự là quá có phúc khí. Lão già, ngươi là ai, vì sao lại ở nơi đây? Ninh Nhụy Nhụy phát hiện ông già ấy vẫn đang ngó chừng nhìn nàng, kỳ lạ chính là trong dáng vẻ cũng không có một chút ý thô tục, nhưng tuyệt đối không phải tán thưởng, thực sự khiến nàng có chút không thể đoán trước. Lão già ngươi đang gọi là ta, ông lão lôi thôi có chút khó hiểu, chỉ vào chính mình, ta mới 28 tuổi, ngươi gọi ta là lão già. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi? 28 tuổi, ông lão lôi thôi duỗi ra một đôi bàn tay bẩn thỉu, bên trong móng tay tràn đầy cát bụi màu đen, tay trái của hắn dựng lên số 2, tay phải dựng lên số 8, tháng trước vừa qua sinh nhật, khi đó bạn gái của ta cũng ở đây. Mặc dù nàng không có xinh đẹp như ngươi, nhưng cũng rất đẹp, giống như minh tinh. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Ninh Nhụy Nhụy cẩn thận quan sát ông lão này một chút, nói thật, người đó bên ngoài trừ ánh mắt còn có chút sức sống, cả bộ thân thể đã gần đất xa trời, nói là 82 tuổi cũng có người tin. Ông lão lôi thôi trừng mắt Ninh Nhụy Nhụy, ai đùa giỡn với ngươi, ông lão này chính là 28 tuổi. Ninh Nhụy Nhụy im lặng một hồi lâu, nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi cũng tự xưng là lão già, còn khăng khăng bảo 28 tuổi. Lúc đầu, lão phu chỉ là cách xưng hô theo thói quen của ta mà thôi. Ông lão lôi thôi hừ hừ chít chít nói, qua đêm nay, nói không chừng ta sẽ là 18 tuổi nữa nha. Hạ Thiên liếc ông lão lôi thôi này một chút, thuận miệng nói ra, ngươi đừng nằm mơ nữa, qua đêm nay, ngươi sẽ chết. Vị huynh đệ này, ta không có thù có oán với ngươi. Ngươi làm sao rủa ta chết chứ? Ông lão lôi thôi nổi giận đùng đùng trừng mắt Hạ Thiên, thân thể ta rất tốt, chỉ cần có thể khôi phục chút tinh thần, liền có thể tiếp tục đi động phủ kia liều một phen, nhất định có thể trở lại 18 tuổi, đến lúc đó ta một quyền sẽ đánh chết ngươi. Ngươi trở lại bao nhiêu tuổi cũng không thể đánh ta. Hạ Thiên bĩu môi, đừng nói một quyền, cho ngươi một vạn quyền cũng không thể. Mà ta, bất cứ lúc nào có thể một quyền đã xử lý được ngươi. Hừ, ta lười nhác nói nhảm với loại người không kiến thức như ngươi. Có lẽ sợ Hạ Thiên động thủ đánh hắn thật, ánh mắt của ông lão lôi thôi lấp lóe mấy lần, chờ ta trở lại 18 tuổi, lại có được nhiều tuổi thọ thêm một chút, đến lúc đó liền có thể trường sinh bất tử, các ngươi muốn ghen tị đều ghen tị không được, đây là cơ duyên của ta. Cơ duyên, Ninh Nhụy Nhụy nghe được một từ mấu chốt, ngươi nói cơ duyên, có liên quan đến động phủ ngươi nhắc đến không? Không biết ngươi đang nói cái gì, ông già ta có lòng tốt khuyên các ngươi một câu. Đôi mắt của ông lão lôi thôi xoay cuộn tròn, qua cầu rất dễ, nhưng chớ đi loạn, đi sai một bước nhầm nửa bước là có khả năng sẽ mất mạng ở nơi đây, đương nhiên cũng có thể là muốn chết cũng không chết được. Hạ Thiên uể oải nói, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta đều là sẽ không chết, còn ngươi rất khó nói. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhảm, thời gian chênh lệch không nhiều. Ông lão lôi thôi không biết nhớ ra cái gì đó, giọng điệu bỗng nhiên thấp xuống, cũng không tiếp tục nói chuyện với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, quay người cất bước rời đi. Kỳ quái, Ninh Nhụy Nhụy vừa mới bắt đầu hoài nghi ông già kia có thể là người mất trí nhớ, cho nên nói chuyện có chút không rõ ràng, hiện tại cảm thấy người này khẳng định là đầu óc có bệnh. Tiểu muội chân dài, đầu óc của hắn không có bệnh. Hạ Thiên hướng về phía Ninh Nhụy Nhụy giải thích nói, nhưng... đầu óc của hắn thật sự có vấn đề. Ngươi ý đang muốn nói cái gì? Ninh Nhụy Nhụy vốn là có chút ngẩn người, hiện tại lại bị Hạ Thiên nói đến có chút hồ đồ, cái gì gọi là đầu óc không có bệnh, nhưng đầu óc có vấn đề. Tiểu muội chân dài, cô nên làm vợ ta sớm một chút, như vậy có thể trở nên thông minh, nếu không thì sớm muộn sẽ ngốc chết mất. Hạ Thiên có chút bận tâm nhìn Ninh Nhụy Nhụy, chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông, không có bệnh không phải là không có vấn đề. Có bệnh không có nghĩa là có vấn đề, bệnh và vấn đề không phải là một, nhưng có đôi khi có thể là một chuyện. Được rồi, được rồi. Ninh Nhụy Nhụy càng nghe càng đau đầu hơn, trực tiếp cắt ngang Hạ Thiên, ta không muốn nghe ngươi nói vẻ đọc nhịu, nói thẳng đi, ngươi trực tiếp nói cho ta hắn đến cùng bao nhiêu tuổi là được rồi. Quả thật có chút kỳ lạ, Hạ Thiên hiếm thấy nhíu mày, hôm nay, hắn đúng là 28 tuổi, nhưng hôm qua là 76 tuổi. Hôm trước là 38 tuổi, ba hôm trước là. Chương 2137, gối thêu hoa. Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt chừng một cái, hướng về phía Hạ Thiên nói, ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề, tuổi của ngươi chẳng lẽ có thể thay đổi mỗi ngày sao?
Đương nhiên có thể, vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật trả lời nói, tiểu muội chân dài, nếu như cô muốn biến trở về 18 tuổi, ta bất cứ lúc nào đều có thể giúp cô. Có điều, cô bây giờ cũng rất tốt, trở lại 18 tuổi, ngực khả năng càng nhỏ hơn. Ngươi nói xong chưa, đôi mắt của Ninh Nhụy Nhụy đẹp một hồi, biết lưu manh chết bầm đó lại đang chê ngực nàng nhỏ, tâm tình rất là khó chịu, ta biết ngươi bản lãnh lớn, ta hỏi chính là người vừa nãy vì sao tuổi tác lại có chênh lệch lớn như thế. Tên ngớ ngẩn kia khẳng định là ăn thứ gì đó mới biến thành dạng như vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói, nơi đây vốn chính là chỗ kỳ quái, có chút đồ vật kỳ quái cũng không có gì quá kỳ quái. Có điều, cho dù thân thể của hắn đã đến cực hạn, ăn cái gì nữa đều vô dụng. Lời đó ngược lại khiến Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, nàng suýt chút quên các nàng chính là ở một nơi vô cùng quỷ dị, bất cứ chuyện gì phát sinh kỳ thật đều không đủ thấy kỳ lạ. Người kia vừa nãy hình như nhắc tới động phủ gì đó. Ninh Nhụy Nhụy tự lẩm bẩm, chúng ta tới đó thử xem, nói không chừng có thể biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đương nhiên không có ý kiến, vốn chính là bồi Ninh Nhụy Nhụy đi ra ngoài chơi, đương nhiên phải nghe theo ý kiến của nàng, còn nữa nói hắn xác thực cũng có chút xíu tò mò. Nghịch thiên đệ bát châm của hắn có thể bất cứ lúc nào vẫn có thể kéo dài tuổi thọ của người khác, trừ cái đó ra, có vẻ như phương pháp châm cứu của Y Tiểu Âm cũng có công năng tương tự, chẳng qua hiệu quả vô cùng yếu, chỉ có thể qua loa kiểm soát khả năng sống của cơ thể con người, tăng nhanh hoặc trì hoãn già yếu. Thế là hai người đi theo phía sau lưng ông lão lôi thôi kia, dọc theo sơn cốc có chút hơi chật hẹp đi thẳng về phía trước, sau khi rẽ một khúc cong liền thấy một cái cửa hình tròn to lớn dẫn vào một huyệt động, sâu trong hang động lóe ra ánh sáng chói mắt, khiến nơi đây trông giống như nơi cất giấu kho báu trong tiểu thuyết võ hiệp. Cái thân thể của ông lão lôi thôi kia thực sự là quá kém, đi chưa được hai bước liền phải dừng lại thở mạnh, trong 2-3 phút đã đi quãng đường không đến 10 mét. Tiểu muội chân dài, tên ngớ ngẩn này đi quá chậm, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Hạ Thiên không có gì kiên nhẫn, nhịn không được hướng về phía Ninh Nhụy Nhụy nói. Được, chúng ta đi thôi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nếu đã biết chỗ cửa hang, vậy cũng không cần phải đi theo cái ông lão lôi thôi này. Trong nháy mắt, Hạ Thiên lập tức ôm nàng vọt đến bên cạnh cửa hang, dường như thấy ánh mắt của cái ông lão lôi thôi kia muốn trừng ra ngoài, há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, đáng tiếc âm thanh quá nhỏ, ngoại trừ chính hắn ai cũng không nghe thấy. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vừa đi vào hang động, đã có một vệt sáng sáng lên, tiếp theo đạo sáng ấy nhanh chóng trốn vào chỗ sâu của hang động. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác đạo ánh sáng này khẳng định lại có gì đó đặc biệt, có điều trước mắt cũng không có người có thể hỏi thăm, đành phải tạm thời giữ lại nghi ngờ. Bên trong hang động này lại rất rộng rãi, hơn nữa ánh sáng đầy đủ, cách một đoạn đường thì lại có một vòng ánh sáng, kỳ quái là luôn có người đứng đằng sau mỗi vòng đạo quang, một vài nơi là 1-2 người, một vài nơi lại là 7-8 người, những người này đều dương mắt mà nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vừa đi vào trong động. Hai vị, mới tới, đứng phía sau vòng ánh sáng thứ nhất chính là một người nước ngoài với bộ râu hình chữ bát, nhưng nói tiếng Trung hoàn toàn lưu loát, còn mang theo một chút âm thanh kinh thành. Làm sao ngươi biết, Ninh Nhụy Nhụy kỳ quái đánh giá người đó một chút, ở bên trong cái bí cảnh này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc đấy. Chuyện ấy các ngươi cũng không cần quản, người nước ngoài đó một mặt ngạo nghễ sờ sờ râu hình chữ bát của mình, ta gọi Mai, danh tự rất tục đúng hay không, nhưng thực lực của ta lại không tầm thường, hai vị tốt nhất nên xem xét một chút. Tiếp theo, hai người các ngươi đặt tay vào bên trong cái vòng sáng phía trước ta, giữ nguyên ít nhất 3 giây đồng hồ, nếu không, ta sẽ đánh các ngươi, nghe rõ chưa? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy đây cũng là một người khó hiểu, có chút không thèm để ý, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của Hạ Thiên, ra hiệu để hắn xử lý. Thực lực của cái tên ngớ ngẩn nhà ngươi có thô tục hay không, có liên quan đến chúng ta sao? Hạ Thiên uể oải nói, tại sao chúng ta phải coi trọng ngươi? Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn bị ăn đòn đúng không? Người ngoại quốc thở dài một hơi, cởi áo xuống, lộ ra một thân cơ bắp tráng kiện, nhằm về phía Hạ Thiên Dương nắm đấm lên, tốt nhất nên nghe lời, nếu không thì ta để liền ngươi biết mùi vị của song thiết quyền này. Hạ Thiên gật đầu, ta thật sự rất ít khi bị đánh, bởi vì ngoại trừ các cô vợ của ta, không có người nào là đối thủ của ta. Hơn nữa nắm đấm của ngươi không phải song thiết quyền gì, mà là gối thêu hoa. Ngươi muốn chết đúng không?
Lông mày của người ngoại quốc nhíu một cái, nắm đấm liền hướng về trên mặt Hạ Thiên muốn chào hỏi. Ồ anh! Hạ Thiên nhấc chân đem người nước ngoài này đạp cho bay, đạp vào ở trên vách tường trong động, kéo đều kéo không xuống. Những người khác thấy Hạ Thiên ra tay quyết đoán, hơn nữa thực lực khá mạnh mẽ, trong mắt đều không khỏi lộ ra sắc mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều đang suy nghĩ cách đối phó. Đi chưa có mấy bước, lại gặp một cái vòng sáng, nơi này có ba người. Hai vị, quấy dậy rồi, không biết có thể rút chút thời gian ra thương lượng chuyện này hay không? Trong đó một tên người nam có vẻ hơi văn nhã chủ động hướng về phía trước, hướng về phía Hạ Thiên cùng Ninh Nhụy Nhụy nói, đối với các ngươi và chúng ta đều là chuyện tốt cực lớn. Không có hứng thú, Hạ Thiên mở miệng liền từ chối, còn nữa, chó ngoan không cản đường, không muốn bị đòn thì tránh ra. Chương 2138, Sở Bì Khố. Anh bạn, đừng tưởng rằng biết chút quyền cước, đã cảm thấy bản thân rất đáng gờm. Nam nhân thanh nhã, lịch sự bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cà vạt của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ở chỗ này, hiểu được biết điều, học được thỏa hiệp mới là quy luật sinh tồn. Này, kẻ đần ngươi đừng kêu loạn, ngươi không phải bạn của ta, cũng không có tư cách làm bạn của ta. Hạ Thiên lộ ra nét mặt khó chịu một chút, ta không cần biết điều, cũng không cần học cái thỏa hiệp gì đó, bởi vì ta là Hạ Thiên đệ nhất thiên hạ. Mắng ai kẻ ngu ngốc đấy? Đáy mắt của nam nhân thanh nhã, lịch sự trong nháy mắt dâng lên lệ khí mãnh liệt, còn thiên hạ đệ nhất ư, thực sự là cười rớt răng hàm của ta, ngươi quá tự cho là đúng, như vậy thì kết cục rất thê thảm. Đương nhiên là mắng ngươi kém thông minh rồi. Hạ Thiên cười hì hì hướng về phía Ninh Nhụy Nhụy nói, tiểu muội chân dài, cô xem, kẻ đần lúc nào cũng không cảm thấy bản thân là kẻ đần, lại luôn nói lời ngu ngốc, làm chuyện ngu ngốc. Mặc dù nàng đã có chút quen thuộc tính cách mở miệng nhất định là đả thương người của Hạ Thiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau đầu, đang lo lắng có nên mở miệng hòa hoãn bầu không khí hay không. Đây là ngươi tự tìm chết, nam nhân thanh nhã, không văn nhã một chút nào, ngược lại tính khí của hắn rất hung bạo, lúc này đã phát nổ, đưa tay tới sau thắt lưng lấy ra đồ vật, có điều tay lại bị đồng bạn đè lại. Chớ làm loạn. Nói chuyện chính là một đại hán mặc quần da đứng phía sau nam nhân thanh nhã, lịch sự. Nam nhân thanh nhã gầm thét, Sở Bì Khố, ngươi ngăn cản ta làm gì? Cứu mạng ngươi, đại hán quần da thản nhiên nói. Ngăn cản ta nữa, ta mẹ nó muốn mạng của ngươi. Nam nhân lịch sự hung tợn chừng đối phương, chúng ta không có thời gian, nhất định phải nhanh chóng tìm được kẻ thế mạng, ai cũng đừng cản ta, ta đây chắc chắn phải có được hai người kia. Chỉ sợ ngươi muốn không lên, đại hán quần da lắc đầu. Một người khác là nữ nhân trung niên có dáng vẻ bình thường, nàng có chút không hiểu hỏi, lão Sở, lời ấy của ngươi là có ý gì? Đại hán quần da kéo nam nhân lịch sự về phía sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Thiên, một mực cung kính hành lễ một cái, Hạ Thiên tiên sinh, vừa rồi mạo phạm, là chúng ta không đúng, vẫn xin anh đại nhân đại lượng, không tính toán chúng ta. Hạ Thiên lườm người này một mắt, lười biếng hỏi, ngươi biết ta? Biết, đại hán quần da vẫn như cũ cúi đầu, ta gọi Sở Phong, là người của Sở Môn, 12 năm trước, may mắn gặp qua anh một lần, đến nay ấn tượng khắc sâu, nghĩ không ra có thể ở đây gặp anh, là vinh hạnh của ta. Sở Môn, không phải đã sớm giải tán sao? Ninh Nhụy Nhụy cũng là biết một hai, trước đó cũng nghe Y Tiểu Âm phổ cập khoa học về những cô vợ kia của Hạ Thiên. Trong đó có người tên là Sở Giao chính là lão đại của Sở Môn lúc trước. Giải tán không phải thật, chỉ là nhập vào tập đoàn thần y. Hạ Thiên thuận miệng hướng về Ninh Nhụy Nhụy giải thích một câu, lại có chút mất hứng hướng về đại hán quần ra nói, nếu như ngươi là người của vợ Giao Giao, vậy làm sao sống đến mức thảm như vậy, nói ra có chút mất mặt vợ Giao Giao. Hạ tiên sinh nói đùa, ta thật ra đã bị đại tiểu thư trục xuất khỏi Sở Môn. Sở Bì Khố lộ ra vẻ mặt xấu hổ, trong lòng cũng hối hận chút ít, trước đây không nghe lời của đại tiểu thư, trên tay phạm vào một ít chuyện, về sau muốn thay đổi qua đã chậm. Hạ Thiên gật đầu một cái, Sở Môn là bang phái của gia tộc vợ bé Sở Giao của hắn, về sau khi hội nhập với tập đoàn thần y, Kiều Tiểu Kiều giúp Sở Giao tẩy trắng bang phái, đương nhiên một vài người lộn xộn đương nhiên là bị quét sạch ra cửa. Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Hạ Thiên đối với đàn em của vợ mình, còn xem như là khá khách khí, dù sao yêu ai yêu cả đường đi, sẽ lại không thuận miệng mắng hắn ngu ngốc rồi.
Sở Bì Khố trần chờ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, năm đó sau khi bị quét sạch ra cửa, một người anh họ của đại tiểu thư tập hợp hầu hết các anh em, đi nương nhờ nhà họ Viên ở Kinh Thành. Chỉ là một số người rất nhanh liền bị nhà họ Viên chia rẽ, một số bị nhà họ Viên hấp thu hoàn toàn, còn những người không nghe lời kia sẽ được đưa đến tới nơi này. Nói xong, trên mặt Sở Bì Khố lộ ra vẻ thống khổ, khóc nói, lúc đó, hơn 100 anh em lên du thuyền, cuối cùng sống sót tiến vào nơi đây chỉ có tầm 2-3 người, ta thật sự rất hối hận trước đây không nghe lời khuyên nhủ của đại tiểu thư. Đàn ông cao to khóc cái gì? Hạ Thiên nhìn có chút chán ngán, những kẻ có trí thông minh thấp ấy chết thì đã chết, có gì phải khóc? Đúng, trước đó bọn hắn đã làm sai qua không ít chuyện, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Theo quy cũ của Sở Môn, dù ta chết cũng chưa hết tội. Sở Bì Khố lập tức lau nước mắt, hướng về phía Hạ Thiên nói, hôm nay, may mắn gặp được Hạ Tiên Sinh, ta cũng không trông cậy vào việc anh có thể cứu ta, chỉ là hy vọng ta có thể thay người làm một chút chuyện nhỏ nhặt, xem như là một phần nỗ lực cuối cùng vì đại tiểu thư. Hạ Thiên nhìn về phía Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, cô nói xử lý hắn như thế nào thì tốt đây. Trước tiên giữ lại hắn, vừa vặn chúng ta đối với động phủ hoàn toàn không biết gì cả, nhiều thêm một tên dẫn đường cũng tốt. Ninh Nhụy Nhụy từ trước đến nay không yêu thích bạo lực lắm, mặc dù bây giờ dần dần có chút chịu ảnh hưởng của Hạ Thiên, nhưng vẫn có sự kiên trì của mình trên một số phương diện nguyên tắc. Chương 2139. Trông mặt mà bắt hình dong. Nếu bạn gái của ta đã lên tiếng, vậy ta trước tiên tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên không quan trọng nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, cảm ơn Ninh tiểu thư. Sở Bì Khố vội vàng nói cảm ơn, nhìn dáng vẻ còn gần như quỳ xuống dập đầu. Nam nhân thanh nhã, lịch sự với nữ nhân trung niên bên cạnh thấy vậy nhíu chặt mày, trong lòng rất là xem thường, rõ ràng bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là người như thế nào. À, người cũng biết ta. Ninh Nhụy Nhụy từ đầu tới đuôi không có giới thiệu qua chính mình, người đó lại mở miệng nói ra họ của nàng. Sở Bì Khố gật đầu nói, Ninh tiểu thư thế nhưng là niềm tự hào của đội tuyển quốc gia, thường xuyên đăng lên báo, ta làm sao lại không biết chứ? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng là nữ nhân của Hạ Tiên Sinh. Ta còn chưa phải là nữ nhân của tên gia hỏa này, chỉ là bạn gái của hắn. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng giải thích một câu, nói xong lại cảm thấy không cần thiết, ở trong đáy lòng của bản thân nàng kỳ thực đã chấp nhận sự thật ấy. Hai tên đần độn đó là bạn của ngươi. Bây giờ, Hạ Thiên không có đi sửa lại lời nói của Ninh Nhụy Nhụy, tiện tay chỉ nam nhân thanh nhã, lịch sự với nữ nhân trung niên kia. Tâm thần của Sở Bì Khố run lên, vội vàng nói, không xem như là bạn bè, chỉ là bởi vì lợi ích chung nên tạm thời kết hợp lại mà thôi. Sở Bì Khố, sắc mặt của ngươi cũng quá khó coi rồi. Nam nhân thanh nhã, lịch sự đột nhiên biến sắc, cho rằng dựa vào một tên không biết từ đâu xuất hiện lẫn vào ách. Lời còn chưa nói hết, Sở Bì Khố bỗng nhiên bước một bước về phía trước, vung quyền đập về phía miệng của người nam văn nhã, đánh đến răng trên miệng của đối phương đều rơi mất hơn phân nửa. Nam nhân thanh nhã, lịch sự tự hiểu không phải đối thủ của Sở Bì Khố, đành phải cắn răng nuốt máu vào trong bụng, trong lòng yên lặng thề, Sở Bì Khố, người mẹ nó đừng rơi vào trong tay ta, đến lúc đó để các ngươi sống không bằng chết. Nữ nhân trung niên kéo nam nhân thanh nhã, lịch sự tự lui lại mấy bước, lão Sở, nếu ngươi đã quen biết với hai vị đó, vậy lần này coi như thôi, ngươi dẫn bọn hắn đi đi, chúng ta sẽ chia nhau ra từ đây, không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào? Đùng! Sở Bì Khố vung tay thì cho nữ nhân ấy một cái tát, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng mưu tính với Hạ Tiên Sinh. Mạng của các ngươi, còn phải xem Hạ Tiên Sinh có ý định so đo việc mạo phạm vừa nãy của các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Sở Bì Khố đó thật đúng là táo bạo nha, mặc dù không bằng Hạ Thiên, nhưng phong cách hành sự lại có chút tương tự, thật không hổ là đàn em vợ bé của lưu manh chết bầm này, từ một điểm đấy cũng có thể nhìn ra nữ nhân gọi là Sở Giao kia, tuyệt đối không phải tính khí tốt gì. Hạ Tiên Sinh, anh nói nên xử trí bọn hắn như thế nào? Sở Bì Khố vẫn là bộ dáng vô cùng cung kính, hướng về phía Hạ Thiên cúi người chào nói. Ngược lại bọn hắn đều đã sắp chết rồi, quan tâm tới những kẻ có trí thông minh thấp như vậy làm gì? Hạ Thiên ngáp một cái, không hứng thú lắm. Ninh Nhụy Nhụy cũng nói, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta vẫn là đi phía trước xem. Được, Sở Bì Khố gật đầu,
mười phần biết điều nói, vậy ta dẫn đường phía trước, thuận tiện nói rõ tình huống nơi này một chút cho hai vị. Không bao lâu, Sở Bì Khố dẫn Hạ Thiên cùng Ninh Nhụy Nhụy đi về phía sâu trong động phủ, sau đó những người canh giữ ở sau vòng sáng kia, lại không có người dám chặn bọn hắn lại. Mẹ nó, Sở Bì Khố đó quả thật là điên rồi. Người Nam Văn Nhã nhìn bọn hắn đi xa, mới phun ra miệng đầy máu cùng răng nát, hung hãn nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta phải để hắn mất mặt. Nữ nhân trung niên lại nói, ngươi phải nên cảm ơn hắn, nếu không, chúng ta vừa rồi là thật sự đã chết. Mẹ, ngươi đây là ý gì? Giọng điệu của nam nhân thanh nhã, lịch sự khá không vui, với thực lực của ngươi, xử lý hắn không phải chuyện dễ dàng, ngươi không phải là coi trọng Sở Bì Khố à? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nữ nhân trung niên trừng mắt với nam nhân thanh nhã, lịch sự một chút, hai người vừa nãy, ngươi chẳng lẽ không biết chút nào, nhất là người gọi Hạ Thiên kia. Hạ Thiên, chưa từng nghe nói qua. Nam nhân thanh nhã, lịch sự ngẩng đầu suy nghĩ, tiếp tục nhổ mắng, đây chính là một cái tên đứng đầy đường, tên gọi đó không phải một vạn cũng có 8000, hắn có gì đặc biệt hơn người? Có gì đặc biệt hơn người? Nữ nhân trung niên thở dài, 12 năm trước. Đây chính là nhân vật đáng sợ nhất Giang Hải thậm chí cả nước, cho dù là 4 gia tộc lớn của kinh thành cũng không dám trêu chọc hắn. Chỉ là không biết vì sao, đột nhiên biến mất 12 năm, ta vừa nãy cũng là không có phản ứng kịp, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi trêu chọc hắn. Nam nhân thanh nhã, lịch sự vẫn còn có chút không tin, mẹ, ngươi xác định hắn lợi hại như vậy, ta thấy bộ dáng của hắn cũng bình thường không có gì lạ hết. Trông mặt mà bắt hình dong. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất. Người nẽ trung niên khiển trách, ngươi chừng nào thì có thể bỏ điểm đó. Cho dù lời ngươi nói đều là thật, vậy thì thế nào? Nam nhân thanh nhã, lịch sự còn chưa chịu phục, ánh mắt lại lần nữa ngang ngược đứng lên, hắn lợi hại đến đâu cũng là chuyện của 12 năm trước, hơn nữa hắn cũng bị đưa đến tới nơi này, vậy điều đó có nghĩa là hắn cũng chỉ là một con cờ ẩn giấu của nhà họ Viên mà thôi, ta tại sao phải sợ hắn? Lời ấy của ngươi thật cũng không nói sai. Nữ nhân trung niên gật đầu, đối với đứa con can đảm khá hài lòng, ở bên ngoài, hắn xác thực xem như là vô địch thiên hạ. Nhưng ở nơi đây, con của ta chưa chắc không bằng hắn, huống chi cơ duyên của ngươi cũng chưa đến. Chờ ngươi trở thành người tu tiên, như vậy có thể tùy lúc xử lý hắn. Mẹ, vậy cũng chớ do dự. Nam nhân thanh nhã, lịch sự nắm lấy tay của nữ nhân trung niên. Sở Bì Khố nói không chừng đã bị tiết lộ cơ duyên của ta, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Vẻ mặt của nữ nhân trung niên ngưng trọng gật đầu một cái. Chương 2140, Nhật Nguyệt Tiên Môn, Tiên Vân Đại Lục, Nhật Nguyệt Tiên Môn, Tổng Đàn Nguyệt Tông. Tống Ngọc Mị ở một mình trong căn phòng yên tĩnh đọc qua các cuốn sách quý được cất giữ cẩn thận của môn phái. Những cuốn sách ấy mới được chuyển đến từ tàng thư các, ít nhất có mấy vạn sách giống như Ngọc Giản. Các loại linh sách cần phải dùng thần thức mới tra được tài liệu cấp cao, cũng có sách đóng bằng chỉ và tơ lụa. Thậm chí có cả tài liệu thô sơ như thẻ tre này, những ghi chép trên đó cũng phức tạp và lộn xộn. May mà bản thân Tống Ngọc Mị là một học bá, đã nhìn qua thì sẽ không quên chỉ là kỹ năng học cơ bản nhất đối với nàng. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt cốt, trí nhớ đã đạt đến mức kinh khủng. Trước kia khi còn đi học, nàng luôn thích ngâm mình trong khung cảnh thư viện đọc sách. Chỉ là nhìn những tư liệu đó khiến nàng có hơi tức giận, chẳng những ghi chép lộn xộn mà trong đó còn thiếu đi nhiều phần quan trọng. Hơn nữa còn có rất nhiều sự kiện lịch sử đã bị xuyên tạc, làm cho nàng không thể hiểu được toàn bộ lịch sử truyền thừa của cả môn phái này. Rõ ràng là có người âm thầm ngăn cản nàng làm chuyện này. Tuy nhiên, không phải là Tống Ngọc Mị không thu hoạch được gì, ít nhất nàng đã biết rõ mối quan hệ giữa Nhật Nguyệt Tiên Môn và Phiêu Miểu Tiên Môn. Tại sao Nhật Nguyệt Tiên Môn lại chia thành hai tổng đàn Nhật Tông và Nguyệt Tông? Chỉ là có một số chuyện hiểu thì hiểu nhưng không cần tìm hiểu quá sâu, quan trọng nhất chính là công pháp truyền thừa cốt lõi của Nhật Nguyệt Tiên Môn, nhưng lại không có phần ghi chép ấy. Theo truyền thuyết, 12 năm trước nó đã bị Vấn Thiên Quân làm hỏng trong trận đại kiếp của môn phái. Tống Ngọc Mị có hơi nghi ngờ, tất nhiên là nàng biết chuyện 12 năm trước Vấn Thiên Quân đổ diệt Nhật Tông. Suy cho cùng thì nguyên nhân của chuyện đó chính là vì Dạ Ngọc Mị đưa Nguyệt Thanh Nhã tới địa cầu. Thế nhưng nàng cảm thấy Vấn Thiên Quân không cần thiết phải làm hỏng công pháp truyền thừa và các đồ vật khác. Tống tỷ, người của Nhật Tông lại tới rồi. Lúc này,
một bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đó chính là Ninh Khiết, người cùng Tống Ngọc Mị đến thay thế Dạ Ngọc Mị tiếp quản Nhật Nguyệt Tiên Môn. Tống Ngọc Mị vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, để cho bọn hắn đợi đi. Nhưng cứ lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Ninh Khiết hơi nhíu mày, nhắc nhở, mấy ngày nay, Dạ tỷ chưa từng lộ diện, bọn hắn đã có chút nghi ngờ rồi. Trưởng lão đích lô của Nhật Tông kia đi khắp nơi thu nạp thế lực, hắn đã chiếm được mấy chục môn phái tu tiên nhỏ, thế lực có hơi đôi to khó vẫy, e là ý chí không nhỏ. Để không thu hút sự chú ý của liên minh tu tiên, Nguyệt Thanh Nhã đã sớm phân phó mọi người bắt buộc phải áp chế tu vi của mình. Tuy nhiên, do đặc thù cá nhân, mức độ áp chế của mỗi người có hơi khác nhau một chút. Ví như Dạ Ngọc Mị lấy cấp bậc phân thần kỳ đại viên mãn. Vì tiếp quản Nhật Nguyệt Tiên Môn, tất nhiên Tống Ngọc Mị chỉ có thể thấp hơn một chút, áp chế đến Nguyên Anh kỳ, còn Ninh Khiết thì dứt khoát trực tiếp lấy cấp độ Kim Đan kỳ. Cho nên không ai ở Nhật Nguyệt Tiên Môn không e sợ Dạ Ngọc Mị. Nhưng đối với người thay mặt trưởng môn Tống Ngọc Mị và Ninh Khiết, bọn hắn vẫn thầm khinh thường một chút. Có nghi ngờ thì sao? Tống Ngọc Mị bình tĩnh nói, một đám tôm tép nhãi nhép có tâm nhát gan mà thôi, tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan kỳ, không đáng để lo. Được rồi, ngược lại, Ninh Khiết cũng không thực sự lo lắng những người đó có thể gây ra chuyện gì. Chỉ là tính cách khiến nàng không giỏi đưa ra quyết định, nên nàng thích hợp làm những chuyện phụ trợ hơn. Trước đây, trên địa cầu, nếu như không gặp Đại Ma Vương Hạ Thiên kia, có lẽ nàng vẫn tiếp tục là một người đi làm bình thường, bình yên mà sống hết một đời. Bang! Cửa căn phòng bỗng dưng bị người thô bạo đá văng, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào trắng rất có uy thế xông vào, đi theo sau là một đám đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Môn. Dạ Ngọc Mị ở đâu? Nhanh bảo nàng ra gặp lão phu. Lão giả mặc áo trắng đầy dầu tóc vừa vào đã quát lớn, nếu hôm nay không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ người trưởng môn này đã làm xong rồi. Ninh Khiết liếc mắt nhìn những người này một cái, đỉnh lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, Lô trưởng lão, đây là phòng của trưởng môn, ngươi cứ dẫn người xông vào như vậy, e là quá đáng rồi. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Lão giả mặc áo bào trắng trừng mắt nhìn Ninh Khiết, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, ta là Lô Khai Thành, chính là một trong tam trưởng lão của Nhật Tông, ta đã đi theo trưởng môn tiền nhiệm ra vào sinh tử mấy trăm năm, ngay cả Dạ Ngọc Mị gặp ta cũng phải khom lưng phục tùng, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ninh Khiết đang định nói chuyện thì Tống Ngọc Mị lập tức nhìn nàng một cái, thế là nàng lùi bước lui sang một bên. Dạ trưởng môn đã ra ngoài rồi, ta sẽ lo liệu mọi chuyện của Nhật Nguyệt Tiên Môn. Tống Ngọc Mị hơi nhướng mày, thản nhiên nói, Lô trưởng lão, người có chuyện gì nói với ta cũng được. Hóa ra người chính là Tống Ngọc Mị, người mà Dạ Ngọc Mị chỉ định thay mặt làm trưởng môn. Thái độ của trưởng lão áo bào trắng đã có chút hòa hoãn với Tống Ngọc Mị, nhưng giọng vẫn còn khá ngạo mạn, tốt lắm, lão phu cũng lười lòng vòng quang co, cứ trực tiếp nói với ngươi. Tống Ngọc Mị gật đầu, không sao cứ nói thẳng. Vậy lão phu sẽ không khách sáo. Lão giả mặc áo bào trắng rất hài lòng vì Tống Ngọc Mị biết điều, hắn vừa cười vừa nói, Nhật Nguyệt Tiên Môn chia làm hai tông Nhật Nguyệt, đây chính là biểu tượng cho âm dương đại đạo. Đệ tử Nhật Tông đều là nam giới, tự nhiên là dương, đệ tử của Nguyệt Tông các ngươi đều là nữ giới, tự nhiên là âm. Theo thiên đạo pháp tắc, từ xưa đến nay, mặt trời mạnh hơn mặt trăng, dương thịnh hơn âm. Chương 2141, ai qua được một chiêu dưới tay ta? Người đó làm trưởng môn. Lô trưởng lão, thời gian của ta rất quý giá, ta không rảnh ở đây nghe ngươi thao thao bất tuyệt. Tống Ngọc Mị trực tiếp cắt ngang lời nói nhảm của Lô trưởng lão, chỉ đến gặt mặt chào hỏi thôi sao, đừng vòng vo nữa. Cũng tốt, lão giả mặc áo bào trắng im lặng đánh giá Tống Ngọc Mị vài lần, sau đó lại nhìn đám đệ tử Nhật Tông sau lưng một chút, vậy lão tử nói thẳng, mời ngươi giao trả lại chức trưởng môn cho Nhật Tông ta. Tống Ngọc Mị nghe thấy thế thì không khỏi buồn cười, Lô trưởng lão có biết mình đang nói gì không? Tất nhiên là biết rồi. Lão giả mặc áo bào trắng tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, chỉ vào Tống Ngọc Mị nói, chức trưởng môn vốn là do Nhật Tông của ta truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hơn nữa trên đời này nào có đạo lý tấn kê ti thần. Ý nói việc của đàn ông mà đàn bà làm thay. Nếu như ta không nhìn nhầm thì Minh Ngọc Tiên Tôn, người đã sáng lập ra Nhật Nguyệt Tiên Môn ngàn năm trước chính là một nữ tử.
Tống Ngọc Mị gõ lên đống tài liệu đang đặt trên bàn, cười nhạo nói, hơn nữa lúc đầu còn không có Nhật Tông gì đó, về sau chỉ là một trong những môn phái nhỏ thừa dịp Minh Ngọc Tiên Tôn ngã xuống mà lặng lẽ đoạt quyền, lúc này mới có. Đánh giám, lão giả mặc áo bào trắng kích động không thôi, sắc mặt đỏ bừng lên, giận dữ hét, Tống Ngọc Mị, ngươi đừng có chuyển sang chủ đề khác, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có giao hay không? Đám đệ tử Nhật Tông đi theo sau hắn lập tức la ầm lên, giao ra chức trưởng môn, khôi phục lại thần uy của Nhật Tông ta. Chỉ bằng các ngươi, Tống Ngọc Mị chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cũng xứng sao. Nếu đã như thế thì đừng trách lão phu. Lão giả mặc áo bào trắng đột nhiên giống lên, dùng truyền âm chi thuật truyền ra toàn bộ tổng đàn Nguyệt Tông để mọi người đều có thể nghe thấy giọng nói của hắn. Chắc là mọi người vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra 12 năm trước, khi đó Vấn Thiên Quân bất ngờ giết đến tận cửa, gần như giết hết các đệ tử chân truyền, ngay cả trưởng môn cũng bị trọng thương không chữa trị được. Trước lúc lâm chung, trưởng môn đã giao phó Nhật Nguyệt Tiên Môn cho Vu Lão Phu, ra tới cửa, đệ tử Trấn Xuyên gần như đã chết, ngay cả đầu cũng bị thương nặng. Trong 12 năm qua, Lão Phu vẫn luôn khổ tâm quản lý tài sử Tiên Môn đến tận hơi tàn. Sau đó, Dạ Ngọc Mị đột nhiên quay trở lại, hơn nữa tu vi còn tăng lên rất mạnh, Lão Phu thấy nàng dù sao cũng là đệ tử chân truyền nên mới tạm thời giao Tiên Môn cho nàng quản lý. Bây giờ, ta đã tra ra được trước kia chính vì tiện nhân Dạ Ngọc Mị chọc giận Vấn Thiên Quân nên mới khiến cho tông môn ta chịu kiếp diệt môn. Ninh Khiết nghe người này nói có chút đảo lộn trắng đen, thậm chí hắn còn thốt ra lời xúc phạm Dạ Ngọc Mị, nàng không khỏi muốn ra tay đập chết người này. Để cho hắn nói, Tống Ngọc Mị lắc đầu với Ninh Khiết rồi thản nhiên nói. Bây giờ, hồ ly tinh kia từ lâu đã là người của Phiêu Miểu Tiên Môn, còn muốn bắt Nhật Nguyên Tiên Môn chúng ta làm đầu danh trạng. Lão giả mặc áo bào trắng đang sục sôi chí khí, nói mà nước miếng bắn tung tóe. Từ trước đến nay, Nhật Nguyệt Tiên Môn và Phiêu Miểu Tiên Môn như nước với lửa, bây giờ lại có mối thù diệt môn, cơ nghiệp vạn năm của tông môn ta, há lại để cho tiện nhân kia giày xéo như thế. Hôm nay Lão Phu muốn đoạt lại chức trưởng môn, thanh lý môn hộ, tiêu diệt Phiêu Miểu Tiên Môn, khôi phục lại danh tiếng của Nhật Nguyệt Tiên Môn. Thanh lý môn hộ, khôi phục lại Nhật Tông, báo thù rửa hận. Uy danh vang mãi. Đám diễn viên quần chúng cũng không kém mấy đệ tử Nhật Tông, tất cả cùng kêu lên gào thét, niệm tình các ngươi chỉ là tay sai của Dạ Ngọc Mị, Lão Phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Lão giả mặc áo bào trắng thấy tình hình này thì rất đắc ý, hắn chỉ vào Tống Ngọc Mị và Ninh Khiết nói, hai người các ngươi lập tức lăn ra khỏi Nhật Nguyệt Tiên Môn. Nhân tiện nói cho hồ ly tinh kia một câu, nàng ta đã bị trục xuất khỏi tông môn. Nói xong chưa? Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, lô trưởng lão không có gì muốn bổ sung sao? Lão giả mặc áo bào trắng hơi cau mày, rõ ràng là phản ứng của Tống Ngọc Mị nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn lờ mờ cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại thì chỉ là hai nữ nhân mà thôi, hơn nữa tu vi cũng tương đương với hắn, cho nên không có gì phải sợ hãi cả. Lúc này, Ninh Khiết mới nói, lô trưởng lão, mặc kệ người được người nào chỉ điểm hay là người thật sự có ý này. Ta khuyên ngươi nên dừng ở đây cho thỏa đáng đi, nếu không ngươi sẽ không có chỗ nào tốt đâu. Hừ, các ngươi thật là ngoan cố. Lão giả mặc áo trắng nghe thấy thế thì tức giận lên tận đỉnh đầu. Mấy ngày trước, tu vi của lão phu có sự đột phá, hiện tại cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn, cách phân thần kỳ một bước, lão phu khuyên các ngươi đừng có tìm đường chết. Ninh Khiết không thèm khuyên nhủ nữa, nàng nói với Tống Ngọc Mị, Tống tỷ, xem ra nói mãi người này vẫn không hiểu. Nên xử lý như thế nào đây? Giết, ném ra ngoài. Tống Ngọc Mị lạnh lùng ngồi xuống, ta không muốn lại có người tới quấy rầy ta giải quyết mấy văn kiện này. Lão Phu chính là trưởng lão lớn tuổi nhất trong môn phái, ngay cả trưởng môn cũng là vãn bối của ta. Lão giả mặc áo bào trắng tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, chỉ vào Tống Ngọc Mị nói, ngươi còn dám khinh thường Lão Phu như thế, hãy nhìn xem, một trưởng của Lão Phu sẽ đánh chết đám ti tiện các ngươi. Lời còn chưa nói hết, lão giả mặc áo bào trắng đã bay ngược ra khỏi phòng giống như diều bị đứt dây, đập mạnh xuống mặt đất bên ngoài như một con chó chết không nhúc nhích. Đám đệ tử Nhật Tông kia kinh ngạc trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết phải làm sao. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng lại, từng người đã bị đạp bay, ngã xuống bên cạnh lão giả mặc áo bào trắng. Phải một lúc sau mới có người dám đi kiểm tả hơi thở của lão giả mặc áo bào trắng.
hơi thở thật sự đã không còn. Các ngươi còn ai muốn đoạt chức trưởng môn, có thể đi ra thử xem. Ninh Khiết chậm rãi đi tới cửa, hướng về phía những đệ tử Nhật Tông nói, chỉ cần có thể vượt qua một chiêu dưới tay ta, người đó có thể làm trưởng môn. Mọi người nhìn thấy lão giả mặc áo bào trắng đã chết, không ai dám trả lời. Chương 2142. Ra đường không mang não. Tiên Vân Đại Lục, Vân Châu. Lúc hoàng hôn, xe ngựa của đám người Hạ Lãnh đã tới một thị trấn nhỏ tên là Hòe Khâu. Sắc trời đã tối, gấp rút lên đường cũng không tiện lắm, thế là bọn hắn lựa chọn qua đêm ở nhà trọ duy nhất trong thị trấn. Người ta gọi nhà trọ này là Vân Lai, ý nghĩ chính là khách đến như mây. Đáng tiếc là thị trấn nhỏ này ở vị trí tương đối vắng vẻ, nhà trọ cũng không nằm bên cạnh đường lớn, bình thường có rất ít lữ khách qua lại. Tuy nhiên, hôm nay có thể là một ngoại lệ, việc làm ăn trong quán trọ rất khá khẩm, thỉnh thoảng lại có người tìm đến tá túc. Bên trong tiệm có một trưởng quỹ và một tiểu nhị, vì vậy hai người bọn hắn vô cùng bận rộn. Mấy vị quan khách, thật ngại quá, ở đây đông khách rồi. Chủ quầy lau mồ hôi trên trán, áy náy nhìn bọn hắn nói, cũng không biết tại sao hôm nay lại buôn bán tốt như vậy, mấy năm rồi ta không gặp phải tình huống này, hay các vị ở tạm chuồng ngựa một đêm được không? Tiêu Tú Nhi nghe vậy lập tức buồn bực, nhìn trưởng quỹ nói, công tử nhà ta có thân phận như thế nào, làm sao có thể ở trong chuồng ngựa được chứ? Hạ Lãnh liếc Tiêu Tú Nhi một cái, hắn thực sự không quan tâm đến mấy chuyện thể diện, đừng nói ngủ chuồng ngựa, cho dù ngủ ngoài đường cũng không sao, chỉ là thân thể của Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh chưa chắc đã chịu nổi. Chỗ ta thật sự không còn phòng, trưởng quầy khổ sở nói, nếu không thì các ngươi thử đến một nhà dân trong thị trấn tá túc xem. Không được, Tiêu Tú Nhi lắc đầu, người ta khó khăn lắm mới ngủ an giấc, bây giờ đánh thức bọn hắn không tốt lắm. Ngươi mở nhà trọ, nào có đạo lý đuổi khách ra ngoài. Vậy ta thật sự không còn cách nào nữa. Trưởng quỹ giang hai tay ra, không phải là tiểu lão nhân không muốn kiếm tiền, thật sự là không còn phòng mà. Chúng ta sẽ thêm tiền, ngươi để cho chúng ta một căn phòng trống. Tiêu Tú Nhi nhanh chóng nghĩ ra một phương án điều hòa. Tóm lại là nàng tuyệt đối không cho phép công tử nhà mình ngủ ngoài đường. Trưởng quỹ đảo mắt một vòng, lập tức nở nụ cười, tăng bao nhiêu? Thế này đủ chưa? Tiêu Tú Nhi ném một túi tiền vàng nhỏ lên bàn. Đủ chưa? Đủ, đủ, đủ rồi. Trưởng quỹ cười lộ cả hàm răng, ước lượng túi tiền vàng kia, vội vàng hô lên, tiểu nhị mau tới đây, dọn dẹp phòng của ngươi một chút đi, để cho mấy vị khách này vào ở. Một tiểu nhị gầy gò vội vàng chạy từ trên lầu hai xuống, vừa nghe thấy lời của trưởng quỹ thì sững sờ, nói trưởng quỹ, phòng của ta đã nhường cho ba vị khách trước rồi. Có sao, trưởng quỹ ngây ngốc một chút, có phải ngươi nhớ lộn rồi không? Tiểu nhị lại nói, chính là ba vị khách cầm theo kiếm cho trưởng quỹ 5 lượng bạc. Cuối cùng trưởng quỹ cũng nhớ ra, ảo não vỗ đầu một cái, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng diễn nữa, ngươi đã thu tiền rồi. Nếu không có phòng, ngươi hãy xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào đi. Tiêu Tú Nhi khoanh tay cười lạnh, nàng rất không ưa cái trò lừa bịp này. Nếu không có phòng, hay là tới phòng của ta đi. Một bóng người dựa vào lan can lầu hai cười nói với Tiêu Tú Nhi, bản công tử thích nhất là tiểu cô nương xinh đẹp như ngươi, ta chắc chắn sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Mấy người Hạ Lãnh ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện kia, phát hiện đó là một nam nhân trung niên mặc cẩm y. Không nói đến vóc người thấp bé, hắn lại còn béo như một quả bóng, đôi mắt nhỏ lộ ra tia hèn mọn. Từ đâu tới một con lợn béo đáng chết vậy, thế mà lại nói được tiếng người. Mồm miệng Tiêu Tú Nhi cũng thật độc, có vẻ như Vân Châu đúng là một nơi phì nhiêu màu mỡ, ngay cả heo cũng ở nhà trọ sao. Nam nhân trung niên mặc cẩm y giận tím mặt, ngón tay mập mạp chỉ về phía Tiêu Tú Nhi, ngươi, tiện tì kia, ngươi mắng ai là heo? Mắng ngươi đấy, Tiêu Tú Nhi trừng mắt nhìn đối phương, heo mập, con lợn béo đáng chết, béo trục béo tròn. Được, được lắm. Hôm nay ta nhất định phải để tiểu tiện tì ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn công tử. Nam nhân trung niên mặc cẩm y không kiềm chế được cơn giận, hắn nói với hai người đứng sau lưng, A Giáp, A Ất, bắt tiện tì đó tới cho ta. Hai bóng người nhảy từ lầu hai xuống, vươn tay nắm lấy vai Tiêu Tú Nhi. Mồm miệng Tiêu Tú Nhi lợi hại, nhưng thật ra lá gan của nàng rất nhỏ, vì vậy nàng lập tức trốn sau lưng Hạ Lãnh.
Đương nhiên, không cần tới Hạ Lãnh ra tay, Cơ Cửu đã trực tiếp một đấm một người ngã xuống đất. Ồ, hộ vệ này của ngươi không tệ nha, nhường cho ta thì thế nào? Nam nhân trung niên Mặc Cẩm Ý không những không giận mà còn vui vẻ, hắn rất vừa ý Cơ Cửu, ta trả 500 lượng bạc, được không? Bây giờ, Hạ Lãnh coi như đã hiểu vì sao lão phụ thân không đáng tin cậy kia của hắn luôn thích gọi người khác là đồ ngốc rồi, đúng là có vài người đi ra ngoài hoàn toàn không mang theo não. Xem ra là ngại ít, nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y cười cười, không để bụng nói, 5.000 lượng vàng đó, người bán cho ta tên hộ vệ và tiểu tỷ nữ này đi. Hạ Lãnh hoàn toàn không thèm để ý đến loại người này, hắn chỉ nói với trưởng quầy, ta không quan tâm ngươi làm như thế nào. Tóm lại ngươi mau chóng dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng, nghe rõ chưa? Vâng vâng vâng, ta sẽ để tiểu nhị lập tức đi dọn dọn căn phòng của ta. Lúc đầu, trưởng quỹ còn muốn mượn cơ hội để bắt chẹt một ít tiền, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của Hạ Lãnh, hắn không hỏi sợ hãi, tiểu nhị, ngươi đứng thất thần làm gì, còn không đưa vị công tử này lên phòng đi. Tiểu nhị gật đầu, lập tức đi trước dẫn đường. Chương 2143, nơi này có quỷ. Này, tiểu tử, đừng giả câm giả điếc, bản công tử đang hỏi ngươi đó. Nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y nổi giận, hắn chỉ vào Hạ Lãnh quát lớn, bản công tử chính là người nhà họ Vân ở Vân Châu, tốt nhất ngươi nên cân nhắc một chút. Phong Thiên Linh ở bên cạnh nhỏ giọng phổ cập khoa học cho Hạ Lãnh, nhà họ Vân là một trong bốn họ lớn làm mưa làm gió ở Vân Châu, bây giờ đang được đà phát triển mạnh mẽ, ta nghe nói bọn hắn còn có quan hệ với một hoàng tộc nào đó của triều đại cơ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, công tử nhà chúng ta chính là. Ta sẽ không nói nữa. Tiêu Tú Nhi nhăn mũi một cái, nàng vừa định nói gì đó nhưng lại đụng phải ánh mắt của Hạ Thiên nên không thể làm gì khác hơn là đưa tay che miệng. Ngươi là người nhà nào, ta không có hứng thú. Hạ Lãnh lạnh lùng nói, nhưng, ngươi ở đây sẽ khiến ta rất khó chịu, cho nên ngươi lăn ra ngoài đi. Trong mắt nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y tràn đầy vẻ không thể tin được. Thần sắc tự tin, lạnh lùng nói, là tên tiểu tử ngươi nói sai, hay là do ta nghe lầm. Phòng của hắn, chúng ta cũng muốn. Hạ Lãnh chỉ tay về phía nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y kia rồi nói với trưởng quỹ, ngươi cũng để cho tiểu nhị quét dọn một chút đi. Trưởng quỹ trực tiếp sợ đến ngây người, hắn chính là người nhà họ Vân. Ha ha ha, nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y không nhìn được cười phá lên, tiểu tử, ngươi thật là thú vị. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với người nhà họ Vân như thế. Đáng tiếc là ngươi trêu chọc sai người rồi, e là mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ được. Hạ Lãnh thuận miệng phân phó một câu, Cơ Cửu, ném hắn ra ngoài. A Đinh, A Bính, đi dạy dỗ tên tiểu tử ấy cho ta, cho hắn biết sự lợi hại của nhà họ Vân chúng ta. Hiện tại, nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y quát lên, đừng giết chết ngươi, lột sạch quần áo của hắn. Mổ bụng rồi phơi ra bên ngoài một đêm. Đây là một câu nói rất ác độc, mồm nói là đừng giết chết nhưng lại bảo mổ bụng ra rồi phơi một đêm. Đúng là muốn cho Hạ Lãnh đang sống mà phải chịu đau khổ cả đêm. Lại có hai bóng người nữa vọt ra từ phía sau nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y, bọn hắn giống như hai bóng ma lao về phía Hạ Lãnh. Bang, bang. Đáng tiếc, bọn hắn còn chưa đụng tới được một góc áo của Hạ Thiên, Cơ Cửu đã chủ động xuất kích. Đá ngang hai người, đá bọn hắn bay ra khỏi nhà trọ, nhân tiện ném luôn A Giáp, A Ất đang nằm dưới đất ra ngoài. Rốt cuộc các ngươi là ai? Cuối cùng, nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y cũng có chút sợ hãi, dù sao bốn hộ vệ mà hắn mang theo đều là cao thủ võ lâm, đặc biệt A Bính, A Đinh còn là cao thủ cấp tông sư, trừ phi gặp phải tu tiên giả, nếu không chắc chắn đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Chẳng lẽ, các ngươi là tu tiên giả? Nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y lập tức bị dọa đến mức mồ hôi như mưa. Biết càng ít càng tốt với ngươi. A Cửu không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của Hạ Lãnh, không trả lời lời nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y mà đi lên lầu 2, túm lấy cổ áo hắn ném ra khỏi nhà trọ. Nam nhân trung niên Mặc Cẩm Y thực sự sợ hãi, hắn bỏ dậy từ dưới đất rồi bỏ chạy thẳng. Trước khi đi ra ngoài, trưởng bối của hắn đã dặn đi dặn lại rằng, hắn có thể gây chuyện với bất cứ ai ở Vân Châu, duy chỉ có tu tiên giả là phải tránh xa, nếu không gia tộc cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng hắn không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, ở một cái nhà trọ nhỏ như vậy lại thực sự gặp phải tu tiên giả.
Bây giờ có hai phòng, vừa khéo đủ cho bốn người Hạ Lãnh. Hạ Lãnh tự nhiên là ở cùng một phòng với hộ vệ Cơ Cửu, còn Tiêu Tú Nhi thì ở cùng phòng với Phong Thiên Linh. Thực ra Tiêu Tú Nhi muốn ở bên cạnh chăm sóc Hạ Lãnh, nhưng nàng lại sợ Cơ Cửu bắt nạt Phong Thiên Linh, tâm trạng không nhịn được có chút xoắn xuýt. Vị công tử này, người thật sự là tu tiên giả sao? Tiểu Nhị dọn xong phòng cho đám người Hạ Lãnh, vừa đi được mấy bước đã quay trở lại, sợ hãi nhìn về phía Hạ Lãnh. Hạ Lãnh lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì sao? Chuyện đó, ngươi sẽ bắt được quỷ à? Tiểu Nhị cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi. Nơi đây có quỷ sao? Hạ Lãnh thuận miệng hỏi. Cơ Cửu nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhị này, không nói gì. Thật sự có quỷ, Tiểu Nhị vội vàng gật đầu, có, còn là một ác quỷ, nửa đêm nó thường xuyên ra ngoài ăn thịt người, khoảng thời gian trước đây có vài vị khách trong quán trọ của chúng ta đã bị quỷ ăn. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Vậy mà Hạ Lãnh lại cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại sinh vật như vậy. Tiểu Nhị trần trờ lắc đầu, ta không nhìn thấy, nhưng khách nhân bị quỷ ăn thịt là do ta tiếp đãi. Cụ thể là tình huống gì, ngươi nói một chút đi. Theo bản năng Hạ Lãnh cũng cảm thấy nơi này có chút vấn đề, rảnh rỗi và nhàm chán nghe một chút chuyện ma có thể giết thời gian. Chính là 3 ngày trước, cũng là thời điểm như này. Cũng là một vị công tử trẻ tuổi dẫn theo 2 tỷ nữ xinh đẹp, cũng là. Rõ ràng là Tiểu Nhị đang định nói nhiều, nhưng đáng tiếc là vốn từ ngữ của hắn lại rất ít, chỉ lặp lại có mấy từ, Hạ Lãnh nghe mà nhíu cả mày. Đừng nói nhảm nữa, Hạ Lãnh gõ bàn một cái rồi nói, nếu không ngươi đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tiểu Nhị bỗng dưng khó thở, trợn to hai mắt như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Như thể hắn đang nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Quỷ tới rồi. Chương 2144. Chuyện kỳ quái. Tiểu Nhị kinh hô đồng thời đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Hạ Lãnh bọn hắn lập tức quay đầu nhìn sang, quả nhiên có cái bóng đen chợt lóe lên. Cơ Cửu không đợi Hạ Lãnh phân phó, trong nháy mắt nhảy ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia. Khoảng 2 đến 3 phút sau, Cơ Cửu một mặt nghiêm trọng trở về, hướng Hạ Lãnh báo cáo, mất dấu rồi. Có thấy rõ đối phương thế nào không? Hạ Lãnh thuận miệng hỏi. Cơ Cửu nghĩ một chút, có chút chần chờ, không giống người lắm, chính là một cái bóng, đi sát mặt đất với tốc độ cực nhanh. Quỷ, chắc chắn là quỷ. Tiểu Nhị hồn vẫn chưa tỉnh, toàn thân run rẩy, quỷ kia chắc chắn là tới giết ta, hắn muốn tới giết ta, lần này nhất định ta sẽ phải chết. Tại sao quỷ này lại muốn giết ngươi? Hạ Lãnh nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, chẳng lẽ ngươi đã từng làm chuyện gì với nó sao? Không có, không có. Tiểu Nhị lắc đầu liên tục, ta nào dám đối làm cái gì hắn chứ? Chính là vài ngày trước, quỷ ảnh kia lúc giết người bị ta nhìn thấy, hắn chắc chắn là tới giết ta diệt khẩu. Hạ Lãnh cảm thấy lời đó rất thú vị, nếu như người đó lúc làm chuyện xấu bị người khác trông thấy, để phòng sự tình bại lộ. Quả thực sẽ chọn cách giết người diệt khẩu, nhưng mà quỷ nhất định phải thế ư. Cho nên, hoặc là Tiểu Nhị này đang nói hưu nói vượt, hoặc là cái bóng kia căn bản cũng không phải là quỷ. Không đúng sao, nếu như bên trong nhà trọ này thật sự xảy ra án mạng, không sớm thì muộn cũng đã bị quan phủ niêm phong rồi, như thế nào mà chuyện gì cũng không bị. Cơ Cửu đưa ra chất vấn, rõ ràng đối với lời của Tiểu Nhị cũng không thể nào tin tưởng. Hạ Lãnh nhìn thấy Tiểu Nhị kia bị dọa tới mức chết lặng, tiện tay lấy ra mấy cây ngân châm, đâm cho hắn mấy phát, để cho hắn bình phục tâm trạng một chút. Là con trai Hạ Thiên, Hạ Lãnh đương nhiên cũng biết châm cứu, chỉ có điều thứ hắn học không phải nghịch thiên bát châm, mà là nguyệt thanh nhã giáo, thứ này là một bộ châm pháp khác, thuộc về y thuật thuần chính thượng đẳng, cũng không thể dùng để tu hành. Tiểu Nhị cảm kích nhìn Hạ Lãnh một cái, sau đó nói với vẻ mặt như đưa đám, không phải ta không báo quan. Mà là sau đó vị công tử ấy vẫn còn sống, ta có báo quan cũng không ai tin. Vẫn còn sống, Hạ Lãnh hơi cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhị, nếu muốn tìm ta giúp đỡ, vậy tốt nhất hãy đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, còn nữa, ở trước mặt ta tốt nhất đừng nói láo. Vâng, tiểu nhân không dám, Tiểu Nhị cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt của vị tiểu công tử này còn đáng sợ hơn so với quỷ, 3 ngày trước. Lúc trời mới vừa tối, có một vị công tử trẻ tuổi nhiều tiền dẫn theo 2 mỹ nhân. Các vị khách đến nhà trọ tìm chỗ ngủ,
khi đó trong tiệm chúng ta không có khách nhân khác, cho nên ông chủ đã để ta tận tâm phục vụ vị công tử ấy. Hạ Lãnh nhìn chằm chằm vào mắt tiểu nhị này, quan sát xem hắn rốt cuộc có đang nói dối không. Cơ Cửu ở bên cạnh cũng giả vờ chăm chú lắng nghe, thật ra tâm trí vẫn luôn đặt xung quanh, đề phòng quỷ ảnh kia quay lại. Vị công tử đó đi vào phòng đã không có động tĩnh gì, mãi cho đến nửa đêm cũng không hề ra ngoài. Tiểu nhị tiếp tục nói, ta sợ khách đói bụng, liền nghĩ đi hỏi xem có cần chuẩn bị chút đồ ăn hay không, kết quả phát hiện cửa phòng không khóa, hơn nữa trong phòng một chút tiếng động cũng không có, thật sự là quá an tĩnh, ta nhìn không được mở ra một khe hở. Ngươi thấy được cái gì? Hạ Lãnh phát hiện trên mặt tiểu nhị lộ ra tia hoảng sợ, không khỏi truy vấn. Ta nhìn thấy tiểu nhị toàn thân run rẩy nói, vị công tử ấy giống như đang nói chuyện với người nào, nhưng hai mỹ tỷ đã nằm trên mặt đất, khắp người toàn là máu, đoán chừng đã chết rồi. Cơ Cửu bỗng nhiên cắt đứt lời của tiểu nhị, lạnh lùng chất vấn, chờ đã, bọn hắn đang nói chuyện, vậy tại sao lại không có âm thanh? Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhị rụt rè rụt cổ một cái, tuy nhiên, ta dám khẳng định là đang nói chuyện cùng quỷ. Từ trong khe cửa ta thấy được bộ dạng của quỷ một chút, dáng dấp mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát. Không phải ngươi mới vừa nói chưa từng thấy tận mắt sao, như thế nào bây giờ lại là nhìn thấy qua khe cửa? Cơ Cửu cười lạnh hỏi. Chuyện đó tiểu nhị lúng ta lúng túng không dám nói lời nào. Hạ Lãnh không quan tâm, nói, ngươi tiếp tục nói, sau đó thì sao? Sau đó thế nào hả? Tiểu nhị nói tiếp, vị công tử kia bỗng nhiên nổi giận lên. Còn giống như cầm kiếm chém cái gì đó, tiếp đó đã bị một cái miệng rất rất lớn cắn chết, ngay cả quần áo mang trên người đều bị ăn. Ta bị dọa cho phát sợ, trực tiếp chạy về phòng của mình, trốn ở trong chăn, đến bình minh vẫn là ông chủ đem ta lôi ra ngoài. Công tử, ta cảm thấy cái tên này rõ ràng là đang bịa chuyện. Cơ Cửu cau mày, còn bịa ra chuyện có trăm chỗ sơ hở như thế, không biết đang có ý đồ gì. Ta không có nói láo. Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy quỷ ảnh sao? Tiểu nhị cuống cuồng, hướng Hạ Lãnh dập đầu nói, các ngươi là tu tiên giả, là tiên nhân, có cho tiểu nhân một vạn cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám lừa các ngươi đâu. Hạ Lãnh không lập tức đưa ra phán đoán, chỉ là trầm tư một lúc, lại hỏi, ngươi mới vừa nói sau đó hắn vẫn còn sống. Đúng vậy, điểm khó hiểu là ở đây, tiểu nhị cũng rất nghi hoặc, khi đó ta do dự có nên đem sự tình nói với ông chủ hay không? Kết quả là nhìn thấy vị công tử kia cùng hai vị tỷ nữ từ trong phòng đi ra, nói là phải dùng điểm tâm. Ta suýt chút nữa đã bị dọa chết, nhưng bọn hắn nhìn không giống người chết một chút nào, có thể ăn có thể uống có thể nhảy có thể hát. Chương 2145. Khẩu khí thật lớn. Còn gì nữa? Hạ Lãnh phát hiện tiểu nhị lúc nói chuyện ánh mắt có chút nhấp nháy, ngươi đã tìm tới ta, vậy tốt nhất không nên giấu giếm, hiểu không? Vâng. Tiểu nhân sẽ nói, tiểu nhị vội vã vã nói, nhìn thấy bọn hắn còn sống, ta không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đợi đến nửa đêm liền đi nhìn lén. Sau đó liền thấy, lúc này là Cơ Cửu mở miệng dò hỏi, nhìn thấy cái gì? Trước mặt là cảnh tượng giống như nửa đêm hôm trước, thế nhưng lần này ta thấy được một chút dáng vẻ của quỷ, nó hình như cũng nhìn thấy ta. Âm thanh tiểu nhị nhỏ dần. Giống như là sợ ai nghe được, chuyện như vậy đã liên tiếp xảy ra 3 ngày. Chậm đã. Hạ Lãnh nghe ra điều khác thường, liên tiếp 3 ngày. Ý của ngươi là vị công tử kia vẫn còn ở trong quán trọ. Tiểu nhị trần chờ một chút, mí mắt run rẩy, yết hầu khẽ động, gật đầu nói, đúng vậy, thật ra thì, gian phòng của hắn ở ngay bên cạnh các ngươi, hôm nay đã cả ngày không có đi ra ngoài, lúc này lại là nửa đêm, tiểu nhân thực sự sợ. Cho nên muốn thỉnh hai vị tiên nhân cứu ta. Công tử, tiểu nhị này chính là đang nói hưu nói vượt. Hiện tại, tiểu tú nhi đẩy cửa đi đến, hai tay bắt chéo bên hông, trừng mắt với tiểu nhị, dám nói hưu nói vượt với công tử nhà ta, người muốn chết có phải không? Tiểu nhị cảm thấy rất là oan uổng, những điều tiểu nhân vừa nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, nếu không, hãy để cho tiểu nhân bị ngũ lôi giáng. Két. Thật đúng lúc, bên ngoài còn thật sự đánh một tiếng sấm, suýt chút nữa thì đem tiểu nhị dọa cho chết khiếp. Ngươi xem đi, ông trời cũng đều nghe không nổi nữa. Tiêu Tú Nhi trừng mắt với tiểu nhị, còn không mau cút đi, đi đun chút nước nóng đi, công tử nhà ta phải đi tắm trước khi ngủ. Vâng vâng vâng,
tiểu nhân sẽ đi nấu nước ngay. Tiểu nhị cũng không còn cách nào khác, đành phải run rẩy con người đứng lên, trong lòng hơi ủ rũ đi ra khỏi phòng lãnh hạ. Hạ lãnh cũng chỉ coi như vừa nghe xong một câu chuyện, nhìn Tiêu Tú Nhi hỏi, nàng ấy đâu? Ngươi nói ai? Tiêu Tú Nhi sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ngươi nói Tiểu Linh Nhi à, nàng ấy đã ngủ. Ta tới hầu công tử, kiểu người thô bạo như Cơ Cửu chắc chắn hầu hạ không được tốt. Cơ Cửu kỳ quái nhìn Tiêu Tú Nhi một cái, trên mặt cũng không có biểu lộ đặc điểm gì, chỉ là thản nhiên nói, ta ra ngoài kiểm tra một chút tình hình xung quanh. Hôm nay, ngươi không cần hầu, ngươi về nghỉ ngơi đi. Hạ lãnh ngáp một cái, ta cũng buồn ngủ rồi, chút nữa liền trực tiếp đi ngủ. Tiêu Tú Nhi hơi có chút tự trách nói, công tử, có phải ngươi ghét bỏ nô tỳ, hầu hạ ngài vốn là chức trách của nô tỳ. Ngươi cái gì cũng đều không cho nô tỳ làm, vậy nô tỳ ở lại bên cạnh ngươi còn có ý nghĩa gì? Đúng là có ghét bỏ ngươi. Hạ lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Tú Nhi, không né tránh chút nào nói, hơn nữa là vô cùng ghét, nhìn thấy ngươi một giây đều cảm thấy buồn, chán ghét đến mức muốn ói. Công tử, người Tiêu Tú Nhi ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được những lời này là nói ra từ miệng lãnh hạ, chờ tới lúc định thần được, trong hốc mắt ướt át, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng kết quả nước mắt chảy ra không ngừng. Ta cái gì? Hạ lãnh không biểu tình nói, ta vô tình, ta vô nghĩa, hay là ta khó hiểu. Tiêu Tú Nhi không biết nên nói cái gì, đành phải lấy hai tay che mặt, khóc nức nở hoa hoa, công tử không có sai, người sai là nô tỳ. Nô tỳ chưa hầu hạ tốt công tử, nô tỳ thực sự tội đáng muôn chết. Hạ lãnh thế mà lại gật đầu một cái, ừ, vậy ngươi mau đi chết đi. Công tử hận nô tỳ đến vậy sao? Tiêu Tú Nhi trừng to mắt, khó có thể tin được. Không lẽ ta thật sự làm ngươi hận đến vậy sao? Hận, chuyện này hoàn toàn không thể nói là hận. Hạ lãnh khẽ lắc đầu, ta với ngươi không quen biết, nửa điểm tình nghĩa cũng không có, đâu ra mà có yêu với hận, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Tú Nhi sững sờ, công tử nói lời đó là có ý gì? Không hiểu, hạ lãnh nhìn Tiêu Tú Nhi trước mắt, thuận miệng giải thích nói, thì nữ kia của ta mặc dù có chút ngốc nghếch, cùng lắm lời. Nhưng nàng sẽ không tự xưng là nô tỳ, cũng chưa bao giờ hầu hạ ta thay quần áo lúc tắm rửa, bởi vì đây là điều ta đã giao phó. Lời ta nói, nàng từ trước đến nay đều sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tiêu Tú Nhi không khóc nữa, nước mắt trong chốc lát liền ngừng lại, ánh mắt dần dần suy ngẫm, quả nhiên không sai, ngươi là hạt giống tốt, hôm nay ngươi vừa vào quán trọ, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Hạt giống có tốt thì thế nào, cũng không phải ngươi có khả năng dò xét. Hạ lãnh lạnh lùng nói, còn nữa, lộ ra nguyên hình của ngươi đi, ngươi dùng bộ dạng nha đầu ngu xuẩn ấy để nói chuyện, ta rất không thích. Tiêu Tú Nhi cười lắc đầu, vậy không được, ta rất yêu thích bộ dạng của cái xác này, vừa học được một chút, trong chốc lát liền thuần thục nhiều, về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, con ngươi hạ lãnh trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt có thêm vài phần thần thái của Hạ Thiên, bởi vì ngươi không có về sau. Tuổi tác không nhỏ, khẩu khí cũng rất lớn. Tiêu Tú Nhi khóe miệng khẽ nhếch, có chút khinh miệt nói, vậy bổn tọa liền thu hồn phách của ngươi, sẽ từ từ đem thân thể của ngươi luyện hóa thành vật chứa của bản tọa. Đây là phúc khí tám đời ngươi tu luyện mới có được. Đừng nói nhảm, có thủ đoạn gì thì dùng nhanh đi. Trên mặt Hạ Lãnh không có nhiều biểu cảm, mặc kệ ngươi có phải là quỷ hay không. Đừng làm lỡ việc ngủ của ta. Tự tìm cái chết, Tiêu Tú Nhi rên lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đoàn quỷ ảnh, đem Hạ Lãnh bao phủ ở trong. Đỉnh đầu quỷ ảnh là một cái đầu chó cực lớn, đang há to miệng, cắn vào đầu Hạ Lãnh. Đùng, một tiếng nhỏ vang lên, trong nháy mắt đầu nó liền nổ tung. Chương 2146, chân trong dài hơn chân ngoài. Địa cầu, quy khư bí cảnh. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy dưới sự dẫn dắt của Sở Bì Khố, bình yên vô sự đi qua mấy cái vòng tròn, người bên cạnh cũng không dám ra mặt trêu chọc, cũng không biết là sợ Hạ Thiên, Sở Phong, hay sợ Sở Bì Khố. Trong lúc đi bộ, Sở Bì Khố cũng biết rõ mục đích của hai người Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, thế là nói, nơi thấp nhất, ta chưa từng đi, không giúp đỡ được gì. Nhưng tầng này tốt xấu ta cũng từng trải qua vài năm, cũng được tính là tương đối quen thuộc. Có lẽ có thể giúp Hạ Tiên Sinh và Ninh Tiểu Thư một chút. Vậy ngươi tới đây mấy năm? Ninh Nhụy Nhụy tiếp lời hỏi,
nàng đối với Sở Phong tạm thời không còn tín nhiệm nhiều cho lắm, dù sao người này rốt cuộc có phải người của Sở Môn hay không còn cần phải chờ xác minh. Hơn nữa rất khó để đảm bảo rằng hắn không phải mồi nhử một ít người phái ra, ở cái địa phương này nên cẩn thận vẫn hơn, tốt hơn hết là không nên dẫm vào một vài cái bẫy. Sở Bì Khố 10 phần cung kính hồi đáp, đã 8 năm. Khi vừa tới đây lúc nào cũng bị người nhà họ Viên bắt xuống phía dưới thăm dò, đến tầng này, sức mạnh của nhà họ Viên đã không đủ nên chấp nhận ở lại nơi đây. 10 năm còn bị vây hãm ở chỗ này, người thật sự là phế vật. Hạ Thiên thuận miệng nói, về sau ngươi đừng nói ngươi họ Sở, nếu Giao Giao biết được đoán chừng sẽ không vui đâu. Ta đúng là đã vứt mặt mũi của Sở Môn đi, cũng không còn mặt mũi gặp đại tiểu thư. Sở Bì Khố ngượng ngùng cười hai tiếng, nếu như Hạ Tiên Sinh cảm thấy ta không xứng với họ Sở, ta có thể đổi họ bất cứ lúc nào. Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên một mắt, ra hiệu hắn đừng làm chen loạn vào, tiếp tục dò xét nói, người nói nhà họ Viên, là nhà họ Viên kinh thành hay là nhà họ Viên thành phố Quế? Chính xác mà nói, ta cũng không biết rõ. Sở Bì Khố cau mày nhớ lại một hồi, lắc đầu nói, vốn dĩ chúng ta đi nhờ vả chính là nhà họ Viên kinh thành, là thuộc hạ của Viên Thế Hoàng không đến một năm, đã bị hắn đưa đến tinh đảo của nhà họ Viên, sau đó từ tinh đảo ngồi du thuyền đi vùng biển quốc tế, tiếp đó đã đến nơi đây. Mà ở nơi này, sớm đã có người nhà họ Viên đóng giữ. Mấy tầng phía trước vẫn rất nguy hiểm, người thế nào mà vượt qua được? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi. Sở Bì Khố không chút nghĩ ngợi đáp, mấy tầng phía trước nhà họ Viên sớm đã dò xét đến 7788 lần, đã sớm mở ra thông đạo riêng biệt. Đến tầng này, sức mạnh nhà họ Viên không có khả năng thâm nhập xuống, chủ yếu là bị chặn bởi một trận pháp lớn, nên không có cách nào phái nhiều người xuống. Nói vậy có nghĩa là đã có người từng được phái xuống rồi. Ninh Nhụy Nhụy nghe ra ý nói, ha ha, xem ra nhà họ Viên đã toan tính không ít đấy. Ta ở tầng này cũng đã 5-6 năm, nhìn thấy nhà họ Viên từng phái người xuống qua 2 lần. Sở Bì Khố hồi đáp, một lần là 2 năm trước, đưa 4 người. Một lần ngay mới vừa rồi, có chừng 5 người. Tuy nhiên, Ninh Nhụy Nhụy hỏi, tuy nhiên làm sao? Tuy nhiên, có một người giống như ngoại lệ. Sở Bì Khố hơi có chút chần chờ nói, người kia mặc một áo bào đen, hình như có địa vị rất cao ở nhà họ Viên, hắn xuống không có chút trở ngại nào. Thậm chí ngay cả trận pháp đều không cần, hơn nữa muốn mang bao nhiêu người thì có thể mang bấy nhiêu, như thần tiên vậy. Hắn không phải thần tiên gì cả, chính là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Hạ Thiên nhìn không được nhếch miệng, còn thích giả thần giả quỷ, ta xuống chính là muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, cho hắn biết ta mới là thiên hạ đệ nhất. Á Sở Bì Khố nhất thời không nói được gì, trong mắt hắn Hạ Thiên chỉ lợi hại hơn so với rất nhiều cao thủ mà thôi. Mà người áo đen kia không khác gì thần tiên. Hạ Thiên đương nhiên biết ý nghĩ người này, chỉ là lười nhác giải thích, trừ nữ nhân của hắn ra thì hắn cũng không hứng thú giải thích cho bất kỳ ai. Tầng này có cái gì đặc biệt? Ninh Nhụy Nhụy đúng lúc chuyển chủ đề, người nói trận pháp hay là cái gì? Đi về phía trước khoảng nửa giờ, liền có thể đến dưới đáy động phủ này. Sở Bì Khố nghiêng người, đưa tay chỉ phía trước động phủ, nơi đó có một trận pháp rất lợi hại. Thông qua trận pháp ấy mới có thể đến tầng tiếp theo đi. Nhưng đã bị người nhà họ Viên chiếm, muốn thông qua chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hạ Thiên một vẻ mặt không quan tâm, chuyện này có gì phiền phức, không quan tâm hắn là cái gì nhà họ Viên hay nhà họ Phương, dám chặn đường trực tiếp giết chết là được. Chỉ sợ không thể thực hiện được, Sở Bì Khố biết tính khí Hạ Thiên không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ đánh người, cho nên cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể. Chỉ có thông qua trận pháp mới có thể đi đến tầng tiếp theo, mà trận pháp đó chỉ có nhân tài nhà họ Viên mới biết chuyển động như thế nào. Ý tứ đương nhiên là muốn cho Hạ Thiên thỏa hiệp một chút với nhà họ Viên. Đương nhiên, ta không phải là đang yêu cầu Hạ Tiên Sinh làm cái gì, chỉ là hy vọng có thể giúp Hạ Tiên Sinh bớt đi một chút phiền toái. Sở Bì Khố nhìn thấy sắc mặt của Hạ Thiên không được tốt liền lập tức đổi giọng, đối với Hạ Tiên Sinh mà nói, nhà họ Viên đúng là không đáng để lo. Chỉ là nếu như không khống chế được trận pháp này, e rằng cả tòa cung điện đáy biển đều có nguy cơ sụp đổ. Cho nên cái rắm, trước mặt Hạ Thiên bọn họ không biết từ lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi, nhìn qua vừa mới hơn 20 tuổi, chỉ là một nửa bên mặt giống như từng bị lửa thiêu, tràn đầy mảnh da màu đỏ thẫm, Sở Phong,
ngươi là cái thứ chân ngoài dài hơn chân trong, thế mà ở sau lưng nhà họ Viên chúng ta bố trí như thế. Chương 2147, chịu đủ rồi. Sở Bì Khố nhìn thấy người trẻ tuổi kia cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, Viên Lược, lời ấy của ngươi nói sai rồi, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người nhà họ Viên, cái câu chân ngoài dài hơn chân trong không phải dành cho ta đâu. Ha ha, trước kia nếu không phải nhà họ Viên chúng ta thu nhận và giúp đỡ các ngươi, chỉ sợ các ngươi sớm đã chết. Người trẻ tuổi có khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói, đám người các ngươi không nghĩ tới báo đáp cũng thôi đi, còn lúc nào cũng suy nghĩ tính toán với nhà họ Viên chúng ta, thật là đáng chết. Ta nên sớm khuyên Đường ca giết chết các ngươi. Bớt khoác lác, trước kia ta còn có thể bị các ngươi lừa, bây giờ thì hãy tỉnh lại đi. Không biết là bởi vì Hạ Thiên ở bên người, hay Sở Bì Khố thực sự đã chịu đủ rồi, khi nói chuyện ngược lại vô cùng mạnh mẽ, lúc trước, chúng ta có khoảng 100 vị huynh đệ, đến bây giờ chỉ còn lại một mình ta, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ nhà họ Viên các ngươi hay sao? Đó là do các ngươi mệnh xấu, đáng chết. Người trẻ tuổi có khuôn mặt đáng sợ giễu cợt nói, một cơ hội lớn như thế cũng không nắm bắt được, trách được ai? Không có nhà họ Viên chúng ta, người có thể ở trong bí cảnh này sống thoải mái như vậy sao? Sở Bì Khố gắt một cái, mắng cút, ta tình nguyện không muốn loại thoải mái ấy, nhà họ Viên các ngươi có gan thì làm cho huynh đệ ta chết đi sống lại đi. Sở Phong, xem ra ngươi thật sự chán sống rồi. Người trẻ tuổi khuôn mặt đáng sợ chỉ vào Sở Bì Khố còn có Hạ Thiên cùng Ninh Nhụy Nhụy, ba người các ngươi hôm nay đều phải chết, muốn đi đến tầng tiếp theo, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Thiên lười biếng hỏi, tên kém thông minh này là ai vậy, muốn chết thì tự ngươi đi chết là được rồi, còn ta và vợ của ta sẽ mãi mãi không chết. Mãi mãi không chết, sắc mặt của người trẻ tuổi đáng sợ này nhìn không được giễu cợt nói, Sở Phong. Ngươi quả nhiên đã mang mắt trận của trận pháp kia nói ra ngoài, bây giờ chỗ này A Miêu A Cẩu gì cũng đều muốn trường sinh bất lão. Ngươi mới là A Miêu A Cẩu, không đúng, ngươi chính là một kẻ kém thông minh. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái nói, mắt trận pháp gì đó, ta không có hứng thú, nhưng bây giờ đối với việc đánh ngươi ngược lại rất có chút hứng thú. Đánh ta, người trẻ tuổi có khuôn mặt đáng sợ cười lạnh không thôi nói, ở trong bí cảnh này. Không quá ba người có thể chạm vào y phục của ta, mà ngươi không ở bên á. Chứ bên trong còn chưa nói khỏi miệng, đã hóa thành một hồi kêu rên, tiếp đó là cả người bay ra ngoài, giống như là diều đứt dây, văng ra rất xa. Hạ Thiên thuận miệng nói, thực sự là tên ngu ngốc, đánh nhau thì đánh nhau, bị đánh thì bị đánh, ai có hứng thú chạm vào quần áo của ngươi. Cái này Sở Bì Khố nhìn ngây người, mặc dù trước đó cũng biết một chút uy danh của Hạ Thiên. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tên Viên Lượng này cũng không phải là người tầm thường, mà là đối tượng được bồi dưỡng quan trọng trong chi nhánh của nhà họ Viên, chẳng những thân thủ rất giỏi, thể chất cũng tương đối đặc biệt, còn có một sức mạnh đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới, lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Thiên tùy tiện một cước đạp bay. Người này chính là người phụ trách trận pháp mà ngươi nhắc đến. Ninh Nhụy Nhụy nghĩ đến một chuyện liền quay lại xác nhận với Sở Bì Khố. Sở Bì Khố lắc đầu, nói, không phải hắn chỉ là tuần tra trong cái động này. Người trông coi trận pháp, cả một đời đều phải ở trong mắt trận, nếu không, quyền khống chế trận pháp có khả năng bị người khác cướp mất. Vậy người trông coi trận pháp là ai? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Tiểu muội chân dài, không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn nói, không cần quản hắn là ai, dám cản đường liền trực tiếp xử lý hắn. Nếu hắn phối hợp một chút, vậy thì chỉ cần đánh bay hắn là được rồi. Thời gian này, vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta nên đi chỗ nào ngủ một giấc đi, ta có chút buồn ngủ rồi. Cách làm đó rất Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt, không thèm để ý cái tên vừa bạo lực lại vừa háo sắc lưu manh đáng chết này nữa, với loại thể chất biến thái của hắn, làm sao lại buồn ngủ chứ, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Tiểu muội chân dài, ta đương nhiên sẽ buồn ngủ. Cô cũng sẽ buồn ngủ. Hạ Thiên nghiêm trang nói, bây giờ đã là buổi tối, tìm một chỗ ngủ, không phải chuyện rất bình thường sao? Sở Bì Khố vốn là muốn mở miệng giải thích một câu, ở đây thật ra không cần nghỉ ngơi, cũng không cần ăn cơm, chỉ là còn chưa há mồm liền bị một ánh mắt sắc bén của Hạ Thiên dọa cho trở về. Làm sao vẫn còn là nửa đêm? Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái,
Ta nhớ trước đó ngươi cũng đã nói là trời tối rồi, bây giờ thời gian qua rất lâu rồi, bên ngoài hẳn là trời đã sáng rồi mới đúng. Đáy biển này luôn luôn có ánh sáng đầy đủ, căn bản không phân rõ ban ngày ban đêm. Đương nhiên, nàng cũng biết Hạ Thiên có thể cảm nhận được thời gian thế giới bên ngoài. Hạ Thiên gật đầu, trời sáng rồi, thế nhưng lại tối nữa rồi. Ngươi gạt quỷ hả? Ninh Nhụy Nhụy không tin, tiểu muội chân dài, cô sao lại có thể chửi mình là quỷ vậy? Hạ Thiên cười hì hì nói, trong những cô vợ của ta đã có một con quỷ, đó chính là một cô vợ quỷ keo kiệt. Mặc dù cô cũng rất ích kỷ, nhưng cũng không phải vợ của ta, vậy cô chỉ có thể làm bạn gái quỷ keo kiệt. Hình như cái tên gọi đó hơi dài, thế nhưng cũng không vấn đề gì. Lượn một vòng, Hạ Thiên lại chuyển trở về tiểu muội chân dài, bây giờ đúng là nửa đêm, thật không muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi cái đầu của ngươi, đầu óc của ngươi có thể nghĩ chút chuyện khác được không? Ninh Nhụy Nhụy tức giận đến trừng mắt với Hạ Thiên, lại trôi qua một ngày, vậy chúng ta nên mau chóng xử lý chuyện nơi này đi, ra ngoài sớm một chút, nói không chừng y tỷ ở bên ngoài đã bắt đầu lo lắng cho chúng ta. Y chắc chắn sẽ không lo lắng cho chúng ta. Hạ Thiên một bộ biểu tình chuyện đương nhiên, dù sao có ta ở đây, cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói, vậy ta lo lắng cho y tỷ, như vậy được chưa? Chuyện này chính xác là nên lo lắng một chút, dù sao y quá là không nghe lời. Hạ Thiên gật gật đầu, vậy mà rất tán đồng lời nói của Ninh Nhụy Nhụy, có câu nói rất hay, cá không ăn muối cá ươn, vợ không nghe chồng trăm đường vợ hư. Ninh Nhụy Nhụy lần nữa không phản bác được. Chương 2148. Quái thú hút thọ nguyên. Đúng rồi, người vừa đề cập đến việc cách đây không lâu có người đã vượt qua trận pháp à. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi Sở Phong. Sở Phong gật đầu, đúng, vừa rồi đấy. Ninh Nhụy Nhụy ngạc nhiên hỏi, người chắc chứ? Đúng, cũng không quá một tiếng. Sở Phong suy nghĩ một chút, vẻ mặt của hắn khẳng định nói. Ngay sau khi vài ánh sáng màu vàng lóe lên, một nhân vật quan trọng trong nhà họ Viên dẫn theo bốn thanh niên dịch chuyển khỏi trận pháp. Một người quan trọng trong nhà họ Viên, Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng hỏi, ai thế? Ta cũng không biết người đó, trông hắn còn khá trẻ, không quá 30 tuổi. Sở Phong lắc đầu, trưởng bối của nhà họ Viên trong trận pháp cũng rất khách khí với hắn, chắc là địa vị cũng không thấp. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được suy đoán thân phận của người này. Thế hệ trẻ nhà họ Viên có rất nhiều người, nhưng vẫn có rất ít nhân vật được xưng là quan trọng. Tiểu muội chân dài, thực ra, cô không cần phải đoán người đó là ai. Hạ Thiên thuận miệng nói, người lợi hại nhất nhà họ Viên chính là tên ngốc Viên Thiên Chính kia, nhưng hắn còn không đánh bại được cô, huống chi là người khác, không cần lo. Ngươi nói đúng, Ninh Nhụy Nhụy thực sự đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, nàng đúng là hứng thú với bí cảnh đáy biển. Nhưng nàng không ưa nhà họ Viên và những gia tộc khác, vừa rồi nàng chỉ vô thức nghĩ đến chuyện này, nghe Hạ Thiên nhắc nhở xong, nàng lập tức hiểu ra, việc nhà họ Viên muốn làm gì không liên quan gì đến nàng, vậy tại sao phải lãng phí thời gian suy nghĩ những chuyện không cần thiết như vậy chứ? Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng hỏi một chuyện mà nàng hứng thú khác, vừa rồi người kia nói đến cơ duyên gì đó, không biết cơ duyên ấy ám chỉ cái gì nhỉ? Cơ duyên, ánh mắt của Sở Phong thay đổi. Lo lắng nhìn xung quanh, Ninh tiểu thư thật sự chưa nghe thấy hắn nhắc tới hai chữ này sao? Chẳng lẽ hai chữ đó có gì kiêng kỵ à? Ninh Nhụy Nhụy có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng điệu của hắn, Viên Lượng có nói vậy, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Ánh mắt của Sở Phong chợt lóe, hắn phân vân không biết có nên nói cho nàng biết điều hắn biết hay không. Tốt hơn hết ngươi đừng nói dối tiểu muội chân dài. Hạ Thiên uể oải nhắc nhở, nếu không, ta sẽ đánh ngươi. Sở Phong sững sờ, vô thức lau miệng, sau đó nói, thực ra cơ duyên có liên quan đến trận pháp sẽ gặp tiếp theo, vả lại. Bây giờ, một tiếng hú cực lớn vang lên từ sâu trong hang động. Sắc mặt của Sở Phong thay đổi rõ rệt, hắn vội vàng nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, Hạ Tiên Sinh, Ninh Tiểu Thư, mau trốn đi. Tình hình gì thế, Ninh Nhụy Nhụy đã là tu tiên giả, nhưng nghe âm thanh này tai nàng vẫn hơi đau. Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp nữa. Trong mắt Sở Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết, thứ đó sắp xuất hiện rồi. Hắn chưa kịp dứt lời,
một luồng khí tức cực lớn nguy hiểm kèm theo ánh sáng màu trắng chói mắt phun ra từ sâu trong sơn động. Nó đi tới đâu, tiếng gào thét đan xen thành một mảnh đến đó, rất kinh người. Một lúc sau, họ thấy một con quái vật khổng lồ phát sáng lao ra từ sâu trong hang. Con vật khổng lồ đó trông hơi giống với chó, nhưng lại lớn hơn con chó 5 hoặc 6 lần, trên cơ thể nó cũng có bộ lông sặc sỡ, phát ra ánh sáng trắng mờ. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều sẽ được ánh sáng trắng trên cơ thể nó thắp sáng. Mà những người bị ánh sáng trắng quét qua đều sẽ khô héo và già đi ngay lập tức như cây cỏ bị lửa thiêu đốt. Những người trong hang động vốn đang đứng trong ngoài vòng sáng, nghe thấy động tĩnh, đều kinh ngạc kêu trốn đi. Sở Phong cũng muốn trốn, nhưng Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vẫn đứng im, hắn không thể bỏ mặc hai người này một mình trốn được, đành phải cắn răng kiên trì chờ con quái vật lao tới. Thầm cầu nguyện cho chính mình đừng là mục tiêu của con quái vật này. Đây là loài gì? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy con quái vật đó rất đáng yêu, nhưng ánh sáng trắng trên người nó khiến nàng cảm thấy kiêng kỵ. Sở Phong sợ hãi đến mức run lên, run rẩy nói ta không biết nó được gọi là gì, nhưng nó rất đáng sợ, chỉ cần chúng ta bị ánh sáng trắng trên cơ thể nó quét qua người hoặc nhìn nó bằng mắt thường thì sẽ bị hút một tuổi thọ nhất định, trở nên già đi ngay lập tức, nếu tuổi thọ không đủ. Chúng ta sẽ bị nó ăn thịt. Chúng ta gọi nó là quỷ hút mệnh. Không phải chỉ là một con chó thôi sao, có gì phải sợ. Hạ Thiên có phần xem thường, tiểu muội chân dài, không cần sợ, cô đã trường sinh bất lão từ lâu rồi, thứ này không thể hút tuổi thọ của cô được đâu. Hạ tiên sinh, ngươi không được coi thường con quái vật này. Sở Phong nhìn quái vật càng ngày càng gần, hắn đã kinh hãi lắm rồi, ít người ở tầng này cũng có thể xuống tầng dưới nữa. Nó chiếm một phần lớn. Thậm chí vài tu tiên giả cũng không chịu nổi một kích của nó. Trong lúc nói chuyện, con quái vật đã tới chỗ ba người bọn hắn, ánh sáng trắng phát ra trên người nó càng thêm nóng bỏng, như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Lần này xong rồi, Sở Phong tuyệt vọng, thậm chí nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy lập tức héo hon già đi, cũng không muốn nhìn thấy tình trạng mình bị ăn thịt đến thê thảm. Con quái vật lao tới trước mặt Hạ Thiên, đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to không chớp nhìn hắn chằm chằm, nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, bởi vì từ trước đến nay không ai dám cản đường đi của nó. Chương 2149, chỉ có thể ôm ta. Trông dễ thương quá, muốn chạm vào nó. Ninh Nhụy Nhụy thấy thế thì trái tim thiếu nữ vỡ òa, hào hứng hỏi Hạ Thiên, ta sợ nó sẽ không có vấn đề gì đâu phải không? Hạ Thiên dửng dưng nói, tiểu muội chân dài, muốn sờ thì cứ sờ đi, cùng lắm chỉ là một con chó thôi, có vấn đề gì đâu. Hừ hừ, con quái vật có vẻ nghe hiểu lời của Hạ Thiên, rõ ràng là không hài lòng với việc hắn coi nó như chó, nhe răng giống lên. Im miệng, Hạ Thiên trừng mắt nhìn con quái vật này, nếu là chó thì cứ ngoan ngoãn là chó, sủa gâu gâu chứ đừng có sủa bậy. Hừ, con quái vật khịt mũi coi thường những lời của Hạ Thiên. Giận đến mức râu tóc dựng lên, trông rất tức giận. Ngươi không phải chó thì là gì? Hạ Thiên không hài lòng nói, ta đã nói ngươi là chó thì ngươi chính là chó, không phải là chó thì cũng phải là chó, kêu bậy nữa ta sẽ đánh ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy kỳ lạ nhìn Hạ Thiên, hỏi, hai người đang nói chuyện à? Không có, ta chỉ đang huấn luyện chó. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, nếu cô thích, ta có thể bảo nó làm thú cưng của cô. Thật hay giả vậy, Ninh Nhụy Nhụy thực sự hứng thú, nó có thể nghe ngươi sao? Hạ Thiên bĩu môi, chỉ là một con chó thôi, nếu nó không nghe lời thì cứ đánh là nó sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Gừng nghe đến đây, con quái vật rất khó chịu, há to mồm ra, giống lên với Hạ Thiên. Bình! Hạ Thiên chưa từng nuông chiều ai, huống chi là con chó, trực tiếp đánh một quyền tới, đập con quái vật xuống đất. Đôi mắt của con quái vật này nổi đom đóm. Một lúc lâu cũng không tỉnh lại. Ta nói rồi, nếu ngươi còn kêu bậy ta sẽ đánh ngươi, ta nói được thì làm được. Hạ Thiên uể oải liếc nhìn con quái vật này, đừng nghĩ ta nói đùa, chó ngoan không cản đường, nhường đường mau lên. Ừ, con quái vật bị cú đấm của Hạ Thiên kích thích, ánh sáng trắng rải rác trên cơ thể nó lập tức chuyển sang màu đỏ, nanh vuốt của nó cũng trở nên sắc nhọn và dài hơn, nó lao về phía Hạ Thiên. Bình! Hạ Thiên làm một quyền nữa, ném con quái vật xuống đất. Gừm! Con quái vật hoàn toàn phẫn nộ, vầng sáng đỏ khắp người bỗng chốc ngưng tụ thành những chiếc gai nhọn,
bắn vào Hạ Thiên như mưa. Đồng thời nhìn chằm chằm Hạ Thiên không chớp mắt, điên cuồng hấp thu tuổi thọ của hắn. Ninh tiểu thư, làm ơn giúp Hạ tiên sinh nhanh lên. Sở Phong ở một bên nhìn thấy vậy thì sợ hãi, vội vàng nói với Ninh Nhụy Nhụy, nếu cứ tiếp tục như vậy, tuổi thọ của Hạ tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ bị hút hết, đến lúc đó còn bị con quái vật này ăn thịt gọn nữa. Ninh Nhụy Nhụy biết mình không giúp được nhiều, và lại hiện tại Hạ Thiên vẫn mang vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên không cần ai giúp, nàng biết rõ hắn đang rất vui vẻ, cũng không muốn người khác làm phiền hắn. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hạ Thiên bĩu môi, vung tay đấm con quái vật, có điểm nào lợi hại đâu, vẫn là nên ngoan ngoãn làm thú cưng của vợ ta đi. Trong lúc đang nói chuyện, con quái vật đã chuẩn bị nổ tung, trong cơ thể nó có một luồng điện màu đỏ dâng lên, lan ra không trung, những người chạy ra từ chỗ ẩn nấp ra xem náo nhiệt lập tức bị ảnh hưởng. Kể cả Sở Phong cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đang bị dòng điện màu đỏ hút đi, trong lòng không ngừng than khổ. Được rồi, đừng chơi nữa mà. Ninh Nhụy Nhụy thấy Sở Phong đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế là nàng nói với Hạ Thiên, nếu không những người ở đây sẽ bị hút thành người khô mất. Đúng thật là rất nhàm chán. Hạ Thiên chính là tâm điểm của những dòng điện đỏ, những luồng điện đó thỉnh thoảng vẫn xuyên vào cơ thể hắn, hút hết nguyên khí trong người, nhưng dù vậy Hạ Thiên vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ, muốn ngáp dài. Con quái vật có chút lo lắng, nghiến răng thúc giục một luồng điện đỏ mạnh hơn, muốn một lần hút khô Hạ Thiên, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Không có chiêu nào khác sao? Hạ Thiên uể oải nhìn con quái vật rồi từ từ giơ nắm đấm lên, vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Có lẽ đã cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của Hạ Thiên, đôi mắt con quái vật lóe lên một chút sợ hãi, dòng điện màu đỏ ngay lập tức được thu lại, nằm trước mặt Hạ Thiên kêu lên vài tiếng ô ô ô. Cầu xin tha thứ cũng chẳng ích gì. Hạ Thiên bĩu môi. Hừ hừ, con quái vật gầm gừ. Hạ Thiên quay sang Ninh Nhụy Nhụy, nói tiểu muội chân dài, nó đã hứa làm thú cưng cho cô rồi, cô có nhận không? Nhận chứ, sao lại không nhận? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, sau đó nói, nhưng hình như nó lớn quá, và lại còn hấp thụ nguyên khí cùng tuổi thọ của người khác, ta nhận nó có phải có chút nguy hiểm không? Chuyện đấy đơn giản, Hạ Thiên cười hì hì. Lấy ra một cây ngân châm, nhanh chóng đâm 7-8 châm vào con quái vật, như vậy là được rồi. Trong mắt quái vật hiện lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng nó không biết Hạ Thiên đang làm gì, nhưng cũng không dám phản kháng. Sau khi hắn thu châm, luồng sáng trắng lơ lửng trên cơ thể con quái vật dần dần tiêu tán, hình dáng thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng trở lại kích thước của một con chó bình thường. Bây giờ trông còn dễ thương hơn lúc nãy nữa. Ninh Nhụy Nhụy bước tới. Ôm con quái vật teo nhỏ trong tay, cũng rất ấm nữa, mùa đông có thể ôm cho ấm tay. Hạ Thiên hơi buồn, tiểu muội chân dài, mùa đông cô chỉ có thể ôm ta thôi. Không đúng, bất kể xuân, hạ, thu, đông, cô cũng chỉ có thể ôm ta. Chương 2150, Vũ Y Thú. Ngay cả thú cưng mà ngươi cũng ghen sao? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được hỏi một câu, rốt cuộc nó là giống loài gì vậy? Được hai cái. Ta sớm nói rồi, nó là chó. Hạ Thiên thuận miệng nói, còn nữa nó là con cái, nếu là được thì không có chuyện ta để nó làm thú cưng của cô đâu. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, ta thấy nó tuyệt đối không phải chó, nếu là chó thì sao lại có lông dài như vậy, lại còn phát sáng, còn có thể thả ra dòng điện màu đỏ. Chó biến dị mà thôi. Hạ Thiên có chút hứng hờ, ở nơi này, chó biến thành dáng vẻ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nghe vậy, Ninh Nhụy Nhụy có chút tin tưởng, dù sao dọc theo đường đi nàng đã nhìn thấy rất nhiều người biến dị, huống chi chỉ là một con chó mà thôi, chỉ là loại người nào sẽ mang theo một con chó đi vào đây. Hạ tiên sinh, có thể cứu ta không, mau cứu ta đi. Sở Phong đã già đi ít nhất 6-70 tuổi, cơ thể giống tờ giấy hơ khô, cho người ta một loại cảm giác có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Sở Phong một chút. Lại nhìn những người xung quanh cũng đều bị hút đi lượng lớn nguyên khí cùng tuổi thọ, thế là nói với Hạ Thiên, chuyện này có thể giúp đỡ đúng không? Dù sao thì những người đó cũng không có tội ác tày trời. Tiểu muội chân dài, những tên kém thông minh ấy tuyệt đối không vô tội. Hạ Thiên ngáp một cái, giải thích, mặc dù con chó này có chút công năng kỳ quái, nhưng cũng không phải là ai cũng có tác dụng. Người có thể bị nó hút khô,
bản thân đã nói rõ những tên ngốc này có vấn đề đi. Có vấn đề hay không chúng ta cũng không nên phán xét, hơn nữa bọn hắn chỉ là bị nhà họ Viên ép buộc tới nơi đây. Ninh Nhụy Nhụy suy tính một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên trả lại tuổi thọ cho bọn hắn, như vậy trong lòng nàng mới an bình. Tùy cô thôi, Hạ Thiên thuận miệng nói, bây giờ con chó kia ở trong tay cô nói với nó là được rồi. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, vậy nếu nó không nghe lời của ta thì sao? Nó sẽ nghe lời, Hạ Thiên cười hì hì, chó không nghe lời thì đánh đến khi nó nghe lời mới thôi. Quái thú kia rụt cổ một cái, vùi vào ngực Ninh Nhụy Nhụy, rõ ràng có chút sợ Hạ Thiên. Ngươi khôi phục nguyên dạng cho những người đó được không? Ninh Nhụy Nhụy nhìn quái thú, khẽ hỏi. Quái thú kia quơ quơ đầu rồi nhíu mày lại giống như con người, đi loanh quanh tại chỗ mấy vòng. Cuối cùng vẫn là nhìn Ninh Nhụy Nhụy gật đầu một cái. Ngay sau đó, trên người quái thú lại hiện lên ánh sáng trắng lần nữa, rất nhanh tán thành từng sợi, trở lại trong cơ thể những người kia. Trong nháy mắt, Sở Phong đã từ già nua biến trở về thanh niên, trong lòng rất là cảm kích Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. To gan, phú y thú, người dám tự tiện phóng tuổi thọ mà nhà họ Viên chúng ta tích lũy, quả thật là đáng chết. Bỗng dưng, một ông lão tóc bạc mặc áo trắng bước ra từ sâu trong động phủ, chỉ vào quái thú trong tay Ninh Nhụy Nhụy rồi quát to. Con quái thú nghe được tiếng quát này, sợ hãi chôn đầu vào trong ngực Ninh Nhụy Nhụy. Các ngươi là ai? Mau buông vũ y thú ra, nếu không thì đừng trách lão phu không khách khí. Ông lão mặc áo trắng trừng mắt nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, trong mắt tràn đầy sự uy nghiêm không thể làm trái. Thì ra nó tên là vũ y thú, nghe cũng không tệ lắm. Ninh Nhụy Nhụy ôm con quái thú kia, vừa cười vừa nói, ta còn sợ ngươi gọi là vượng tài hay lai phúc gì chứ. Hạ Thiên trừng mắt lại với lão giả kia, tên ngu ngốc nhà ngươi là ai? Ngươi không biết lão phu là ai? Ông lão mặc áo trắng như nghe được chuyện cực kỳ hài hước, hắn chỉ vào Hạ Thiên quát, vậy ngươi có tư cách gì ở trong bí cảnh này, không bằng ngoan ngoãn giao tuổi thọ ra đây, nói không chừng ta còn có thể lưu lại một cái mạng. Sở Phong nhỏ giọng giải thích ở bên tai Hạ Thiên, lão nhân này gọi là Viên Thiên Hành, người nhà họ Viên, hắn là tu tiên giả, hình như là trúc cơ kỳ đại viên mãn gì gì đó. Nhưng bây giờ hắn nên trông coi trận pháp mới đúng chứ, tại sao lại đi ra đây rồi? Viên Thiên Hành, cái tên nghe chẳng khác tên có trí thông minh thấp Viên Thiên Chính kia là mấy? Hạ Thiên bĩu môi, không khỏi nói một câu, không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn cũng là một tên ngốc. Gan chó tốt đó, còn dám nhục mạ lão phu. Ông lão mặc áo trắng tức muốn bể phổi, vũ y thú là dị thú mà nhà họ Viên chúng ta phải tốn mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra, hai người các ngươi không xứng chạm vào nó, mau trả nó lại cho lão phu. Bây giờ, nó là thú cưng của bạn gái ta. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt lười biếng, nếu nhà họ Viên các ngươi đau lòng như vậy, lại bồi dưỡng thêm mấy con nữa không phải được rồi sao? Đánh giám. Hai mắt ông lão mặc áo trắng như muốn lồi ra, người coi vũ y thú là cái gì, chó lai tạp sao? Nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được à? Hạ Thiên cười hì hì, nhưng chuyện đó không liên quan tới ta. Tiểu tử, xem ra các ngươi đơn giản là muốn đối nghịch với nhà họ Viên chúng ta. Ông lão mặc áo trắng đột nhiên lấy một cây roi dài màu đỏ ra rồi vung xuống mặt đất, vũ y thú, nuốt sạch tuổi thọ của bọn hắn cho ta. Con quái thú núp ở trong ngực Ninh Nhụy Nhụy run rẩy, không dám nhìn ông lão mặc áo trắng ấy dù chỉ là một cái. Ninh Nhụy Nhụy nói với đối phương, hiện tại, nó là của ta, tốt nhất là ngươi đừng dọa nó. Phản tặc, lửa giận trong lòng ông lão mặc áo trắng tăng vọt, hắn lập tức vung roi đánh về phía vũ y thú, dám không nghe lời nói của lão phu, muốn ăn đòn. Cái quất roi này nhìn như đánh về phía con quái thú kia. Nhưng thật ra cũng có ý nhân tiện dạy dỗ Ninh Nhụy Nhụy, ai bảo nàng vẫn luôn ôm quái thú không chịu buông tay. Bang! Roi dài rắn chắc đánh vào da thịt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc. A, tiếp theo, ông lão mặc áo trắng hét lên thảm thiết, bởi vì roi quất vào trên mặt của hắn, cú va chạm mạnh đến mức thân hình của hắn tiêu tan thành khói. Trước khi biến mất, ông lão mặc áo trắng nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy với ánh mắt vô cùng oán độc. Để lại một câu các ngươi chờ đó. Lão phu ở trong trận pháp chờ các ngươi đến, không giết được các ngươi, lão phu thể không làm người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.